lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 141, liếc nhìn thiên hạ vương giả trở về. Không phải nhằm vào tổ chức ám dạ mà là nhắm vào Lục Cận Phong. Rất rõ ràng, đây là do có người mượn đao giết người. Trong đôi mắt Hạ Phi lóe lên một tia giảo hoạt, thích thú hỏi, chú ơi không biết là ai bảo chú đến bắt chúng cháu thế? Chu Tử Thành cười lạnh, thằng nhóc, muốn moi tin tức từ tao sao, mày còn non lắm, nhưng mà thực sự không ngờ tới kỹ thuật bắn súng của mày cũng tốt đấy, là ai dạy mày thế? Thằng nhóc này còn nhỏ như vậy, mà kỹ thuật bắn súng lại chuẩn xác như vậy, rõ ràng là đã từng được huấn luyện. Đối mặt với nguy hiểm, trầm ổn bình tĩnh, không chút sợ hãi, quả thực là hiếm thấy. Đổi lại là đứa nhóc khác đã sớm tè ra quần rồi. Mà tên nhóc này lại xử lý được 8 chiếc xe của anh ta. Rõ ràng là có chút lai lịch. Hai tay Hạ Phi đút vào túi, khinh thường mỉm cười, ngay cả tôi là ai mà anh cũng không biết, cũng dám tới bắt cóc tôi sao, tôi cho anh một lời khuyên. Lời khuyên gì? Chuẩn bị cho mình một cái quan tài đi. Hạ Phi hất cằm, ánh mắt trầm xuống, vô cùng khí phách. Lý Văn Hận không thể vỗ tay khen ngợi, lời này quả thực rất khí phách. Chu Tử Thành tức giận, tên nhóc thối, khẩu khí không nhỏ nhỉ, lúc ông đây lăn lộn ngoài giang hồ, mày còn không biết đang ở đâu đâu, dẫn người đi, ai quản mày có lai lịch như thế nào, trừ tổ chức ám dạ ra, ông đây không sợ ai cả. Nghĩ tới chuyện Phi Long Bang của anh ta bị tổ chức ám dạ tận diệt, anh ta nhếch nhác đến mức phải tự mình ra mặt tiếp nhận một vài đơn để nuôi sống đàn em, trong lòng Chu Tử Thành vô cùng căm phẫn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đơn hàng này, anh ta tổn thất không nhỏ, lúc quay về phải tìm người kia đòi thêm tiền mới được. Anh ta có thủ riêng với Lục Cận Phong là một chuyện, chi trả tổn thất thiệt hại lại là một chuyện khác. Hạ Phi nở nụ cười tà mị, nhìn Chu Tử Thành vẫn không biết đại ca Lục chính là người đứng đầu của tổ chức ám dạ. Muốn tìm đại ca Lục báo thù, chỉ e là hai cái đầu cũng không đủ đâu. Ba người bị bắt lên xe, tay chân bị trói chặt. Khẩu súng trong ba lô của Hạ Phi cũng bị tịch thu. Đồ ăn vặt trong ba lô của Hạ Vũ Mặc cũng không may mắn thoát khỏi. Cả người Lý Văn đau đớn, dọc đường không ngừng kêu rên, tên áo đen không chịu nổi quát, câm miệng. Chúng mày bắt ông đây còn không cho ông gào hai câu sao? Lý Văn tức giận, chúng mày không giết chết được ông đây sẽ giết chết chúng mày. Ông chính là cậu ấm của tập đoàn Lý Thị đấy. Giọng nói đằng sau của Lý Văn càng ngày càng nhỏ. Tên áo đen chỉ nòng súng vào Lý Văn, thử xem. Lý Văn quật cường hừ hừ hai tiếng, giống như cô dâu nhỏ oán ức, quay đầu nhìn Hạ Phi, cục cưng Hạ Phi, bọn họ bắt nạt chú. Trong mắt Lý Văn, Hạ Phi là sự tồn tại giống như thần, vào thời khắc nguy hiểm có thể ôm đùi lớn được. Chú nên tiết kiệm chút khí lực đi, Hạ Phi nói. Hạ Vũ Mặc cũng không chịu nổi nữa, cậu ơi, cậu ổn chết đi được, có anh hai ở đây rồi cậu cứ yên tâm đi. Nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta mà. Lý Văn dựa vào vai Hạ Phi, giống như gặp cảnh khốn cùng, người ta sợ mà, trong tay bọn chúng có súng đấy, cậu bị hai đứa nhóc xấu xa các con liên lụy đấy, cậu oan uổng quá, sớm biết vậy đã không dẫn hai đứa đi hóng gió. Hạ Phi, chú ý nước dãi của cậu đấy. Phần áo trên vai Hạ Phi bị ướt một mảng. À, xin lỗi, Lý Văn ngồi thẳng dậy. Lại bắt đầu lo lắng nói, cũng không biết Lục Cận Phong có đến cứu chúng ta không nhỉ, rốt cuộc là tên nào bị sao lên não mà nói hai đứa là con trai của Lục Cận Phong vậy, chắc chắn là vô tội mà. Chuyện này, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tô Yên làm xong việc trong tay thì mặt trời đã lặn rồi. Cô đang chuẩn bị đi về thì nhận được điện thoại của Trần Tố Anh, Tiểu Yên, Tiểu Vũ và Hạ Phi bị bắt rồi, cô không gọi được cho Tiểu Phong. Những người đó hung hăng hùng hổ, Tiểu Vũ và Hạ Phi chắc chắn gặp nguy hiểm rồi. Ai bị bắt ạ? Có ý gì vậy? Sắc mặt Tô Yên lờ mờ, cô từ từ nói ạ. Tô Yên vừa nói vừa đi ra ngoài. Cô cũng không biết những người đó là ai, đột nhiên xuất hiện, muốn bắt Tiểu Vũ và Hạ Phi, những người đó còn mang theo súng nữa, Lý Văn cũng đi cùng. Trần Tố Anh nói hơi loạn, bây giờ trong đầu bà cũng đang rối tung lên. Sao Lý Văn lại đi cùng bọn nhóc chứ? Sau khi biết được sự việc, Tô Yên vội bước ra ngoài. Là kẻ nào ra tay với Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc chứ? Lẽ nào là Tô Vân trả thù sao? Cũng không đúng, người Tô Vân hận nhất là cô, nếu Tô Vân thực sự có bản lĩnh tìm được người có súng thì chỉ e người đầu tiên cô ta giết chết chính là cô. Tô Yên xuống lầu,
gặp Lục Cận Phong ở cổng lớn đang quay về công ty. Lục Cận Phong, Tô Yên vội vàng gọi một tiếng. Lục Cận Phong bảo tài xế dừng xe, Tô Yên chạy chậm qua đó, Hạ Phi và Tiểu Vũ. Còn chưa nói xong, điện thoại trong tay Lục Cận Phong đã vang lên, là số điện thoại lạ. Lục Cận Phong nhận điện thoại, đầu bên kia là giọng nói vô cùng giận dữ của Chu Tử Thành. Lục Cận Phong, tôi là Chu Tử Thành, hai thằng con của anh đang nằm trong tay tôi, không muốn chúng xảy ra chuyện gì thì bây giờ ngay lập tức đến nhà máy ống thép Tây Giao. Lục Cận Phong lạnh lùng cười giễu một tiếng, con trai tôi từ đâu tới thế, bang chủ Chu, thật là biết nói đùa, tôi có con trai, sao ngay cả tôi cũng không biết nhỉ. Chu Tử Thành cười lạnh nói, đừng có giở trò với tôi, cậu cả Lục giấu kỹ thật đấy, hai đứa con riêng lớn lên anh Tuấn như vậy, kỹ thuật bắn súng cũng không tồi, cứ vậy mà chết đi, quả thực là đáng tiếc đấy. Tô Yên ghé sát vào điện thoại, nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, lập tức đoán đó là Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, vội vàng nói, Lục Cận Phong, là Hạ Phi và Tiểu Vũ đấy, vừa rồi cô gọi điện thoại cho em nói là hai đứa đã bị một đám người có súng truy sát. Sắc mặt Lục Cận Phong trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo nói, anh dám tổn thương đến một cọng tóc của chúng, Lục Cận Phong tôi nhất định sẽ khiến cho Phi Long Bang của anh bị hủy diệt hoàn toàn đấy. Chu Tử Thành cười lớn, xem ra thực sự đặt cược vào kho báu rồi. Cậu cả Lục sớm thừa nhận một chút có phải là xong chuyển rồi không, đến Tây Giao, anh phải đến một mình, một tiếng sau không thấy người, đến trễ một phút, tôi chặt một ngón tay của chúng, chặt hết rồi thì chặt đến chân. Không được làm chúng bị thương, Tô Yên tim vọt đến cuống họng. Hai đứa bé của cô đang gặp nguy hiểm, Tô Yên sao không thể sốt ruột cho được. Sau khi cúp máy, Tô Yên mở cửa xe, em cũng phải đi. Không được, em quay về đợi tin tức đi. Lục Cận Phong sao có thể để cho Tô Yên rơi vào nguy hiểm được chứ, yên tâm đi, anh sẽ dẫn Hạ Phi và Hạ Vũ Mắc quay trở về. Lục Cận Phong, em nhất định phải đi. Tô Yên kiên quyết nói, nếu như anh không cho em đi vậy thì em tự mình đi, anh lựa chọn đi. Lục Cận Phong bất đắc dĩ, Tô Yên đi một mình càng nguy hiểm hơn. Được, nhưng em nhất định phải nghe lời anh, không thể kích động được. Được, Tô Yên sảng khoái đồng ý. Lục Cận Phong trực tiếp bảo tài xế xuống xe, anh quay ngược đầu xe, trực tiếp đi đến Tây Giao. Trên đường, Vạn Nhất cũng gọi điện thoại tới, đại ca, không hay rồi, Hạ Phi bị bắt rồi, lúc Hạ Vũ và Hạ Huy đến nơi thì đã không thấy người đâu nữa. Tôi biết rồi, Lục Cận Phong trầm giọng nói, là Chu Tử Thành làm, bây giờ tôi đang trên đường đi cứu Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc. Vậy em để Hạ Huy và Hạ Vũ chạy qua đó. Không cần đâu. Chu Tử Thành chỉ cho mình tôi đến đó thôi. Vạn Nhất có chút lo lắng, bây giờ Chu Tử Thành là một con ác long phản công, đại ca, cẩn thận đấy. Lục Cận Phong cười lạnh nói, không có ai có thể lấy được mạng của Lục Cận Phong này đâu. Sau 40 phút, Lục Cận Phong đã đến nhà máy ống thép Tây Giao. Màn đêm buông xuống, xung quanh tối đen như mực. Nhà máy ống thép bỏ hoang được thắp sáng trưng, Hạ Vũ Mặc, Hạ Phi còn có Lý Văn bị treo trên xà nhà cao vút. Phía dưới có mười mấy người phục kích, họng súng chĩa về phía bọn họ. Tiểu Vũ, Hạ Phi, lòng Tô Yên thắt chặt. Chu Tử Thành từ trong ống nhòm nhìn thấy Tô Yên, sao lại dẫn theo một người phụ nữ tới nữa chứ? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi mà, không phải lo lắng. Chu Tử Thành đứng trên ban công tầng 2 của nhà máy ống thép, từ trên cao nhìn xuống Lục Cận Phong và Tô Yên. Cậu cả Lục rất quan tâm hai đứa nhóc này nhỉ? Chu Tử Thành cười lạnh nói, Lục Cận Phong. Anh thừa nước đục thả cậu, khiến Phi Long Bang bị tổn thất không nhỏ, bị thương không biết bao nhiêu anh em của tôi, khoản nợ này hôm nay chúng ta phải tính cho rõ. Lục Cận Phong chống gậy ba tô ong từ trên xe bước xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Chu Tử Thành, thả bọn chúng ra, người anh muốn báo thù là tôi, không liên quan gì đến chúng cả. Cho dù Lục Cận Phong đứng phía dưới nhưng khí chất ngập trời, giống như bậc vương giả liếc nhìn thiên hạ, áp lực vô hình ép đến khiến trong lòng Chu Tử Thành sợ hãi. Khí thế này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Bóng dáng Lục Cận Phong đeo mặt nạ cũng khá quen thuộc. Sao Chu Tử Thành ngờ được, Lục Cận Phong đứng trước mặt anh ta chính là người đứng đầu của tổ chức ám dạ mà anh ta vẫn luôn sợ hãi, nếu biết, cho dù nói thế nào anh ta cũng không nhận đơn hàng này. Nhưng thật đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Chương 142, Quỷ thần bóng đêm. Chu Tử Thành mau chóng ổn định tinh thần. Lục Cận Phong chẳng qua chỉ là một tên tàn tật mà thôi, sao có thể là người đó được? Lục Cận Phong, Chu Tử Thành tôi cũng không muốn làm hại hai đứa trẻ đó, chỉ cần anh không chống đối, có lẽ lúc vui vẻ tôi sẽ thả hai đứa trẻ đó ra.
Này, còn có tôi nữa, lúc các người bắt người cũng không thả tôi xuống, bây giờ cũng không thể không khoan dung một chút được à? Lý Văn hét to với Lục Cận Phong, để anh biết sự tồn tại của cậu ta, anh rể tương lai, chị à, hai người không thể bỏ mặc em được, em oan ức quá. Câm miệng, Lục Cận Phong thấy ồn ào, lạnh lùng lườm Lý Văn. Lý Văn biết điều ngậm miệng lại, bị treo trên xà nhà, cậu ta phải ghìm cổ lại rất khó chịu. Nhìn lại Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, hai đứa không thốt ra lời nào, trong mắt Hạ Phi lộ vẻ kiên quyết, cậu bé tin rằng đại ca Lục sẽ cứu cậu. Hạ Phi không hé răng, Hạ Vũ Mặc cũng không nói gì, có anh trai ở đây, Hạ Vũ Mặc không sợ gì cả. Lục Cận Phong bước lên vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thành, giang hai tay ra, khập khiễng bước lên phía trước, tôi đã bày tỏ lòng thành của mình, bang chủ Chu, tôi nói lại lần cuối, thả chúng ra. Chu Tử Thành cầm chặt khẩu súng, nhắm thẳng vào Lục Cận Phong, ánh mắt gian ác, Lục Cận Phong, tao muốn mày đền mạng cho những anh em kia. Bằng một tiếng, đạn bắn trúng bả vai Lục Cận Phong, khiến Lục Cận Phong lùi về sau vài bước. Lục Cận Phong, Tô Yên hoảng sợ hét lên. Đại ca Lục, Hạ Phi cũng lo lắng nhìn về phía Lục Cận Phong, không dám chớp mắt. Lục Cận Phong giơ tay, ngăn Tô Yên lại, đừng qua đây. Tô Yên đứng im tại chỗ, vẻ mặt đầy lo lắng. Lục Cận Phong xoa xoa bả vai, ngón tay dính đầy máu, đôi mắt sâu thẳm nhuộm đỏ màu máu trên đầu ngón tay. Ai làm anh mất một giọt máu, anh sẽ lấy mạng của người đó. Ánh mắt Lục Cận Phong chợt u ám, sát khí tỏa ra khắp nơi. Chu Tử Thành cảm thấy có gì đó khác thường, vội ra lệnh, đánh chết nó, mau lên. Păng păng păng. Tiếng súng liên tiếp vang lên, Lục Cận Phong vốn đang khập khiễng bỗng nhiên vô cùng nhanh nhẹn, lách người qua khỏi cơn bão đạn, anh chợt hất chân một cái, cây gậy lập tức bay vào tay anh, đánh vỡ đầu một người đứng cách đó gần nhất. Hành động vô cùng tàn bạo, động tác vừa ngầu vừa hấp dẫn. Đúng là bạo lực nghệ thuật mà. Hạ Phi rất muốn vỗ tay, xứng đáng là đại ca Lục mà cậu bé luôn tôn sùng. Một người hy sinh, sau đó mấy chục người trong bóng tối càng điên cuồng hơn, mưa đạn cũng ngày càng dày đặc hơn. Lục Cận Phong nhanh chóng nấp sau cây cột sắt, kẹp lấy một tên đánh lén sau lưng, đánh một gậy vỡ đầu, sau đó lại giải quyết tên tiếp theo. Mau, đánh chết nó, đừng để nó xông lên. Chu Tử Thành giận dữ thét lên, con mẹ nó không phải nói Lục Cận Phong bị què, sống không được bao lâu nữa sao? Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Mặt nạ trên mặt Lục Cận Phong rơi xuống, trên gương mặt đẹp đẽ khó đoán dính đầy máu tươi, nhưng đều là máu của người khác. Lục Cận Phong một tay cầm gậy, một tay tùy tiện cầm một ống thép, giống như quỷ thần bóng đêm, lôi từng người trong bóng tôi ra xử lý. Những người này còn chưa kịp kéo cò súng, bọn họ rất muốn chửi rủa. Đây có phải là người không? Tốc độ nhanh như vậy. Tất cả lên hết cho tao. Chu Tử Thành gào to ra lệnh. Anh ta không rảnh để suy nghĩ tại sao Lục Cận Phong không bị què, bây giờ lại còn biến thành quỷ thần bóng đêm rồi. Anh ta đã hiểu ra tại sao vừa rồi anh ta lại thấy quen thuộc như vậy. Người đứng đầu ám dạ, anh ta đã quá quen thuộc rồi, Phi Long Bang bị ám dạ diệt tận gốc. Lần này tìm đến cửa rồi. Chu Tử Thành phát hiện Lục Cận Phong không dẫn theo ai khác, anh ta muốn lấy mạng Lục Cận Phong, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Bắt người phụ nữ đó lại. Lập tức có người mặc đồ đen xông đến, Tô Yên từng tập taekwondo, tuy không sánh được với những tên hung ác này, nhưng cô cũng không dễ bắt nạt, đứng yên tại chỗ cho người ta bắt. Cộng thêm việc hai đứa trẻ đang bị treo ở trên, lòng Tô Yên nóng như lửa đốt, cô vớ lấy ống thép bên cạnh xông lên với đối phương. Á! Tô Yên hét to, ống thép vừa vung ra, đối phương đã né rất nhanh, cô phản ứng lại cũng nhanh, đá ngược lại phía dưới thân của người mặc đồ đen đó. Người mặc đồ đen đau đớn chửi ầm lên, sao con đàn bà này không có đạo đức học võ gì vậy, đánh người không được đánh vào chỗ hiểm, đây là quy tắc trong giới đó. Bà đây không có trong giới gì cả, quan tâm nhiều như thế làm gì, dám trói con trai bà, làm người đàn ông của bà bị thương, ăn thêm một đạp của bà đây đi. Tô Yên dũng cảm đá thêm một cước. Lần này chỉ giả vờ đá, hù người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen mắc lừa, vội vàng che bên dưới lại. Tô Yên nhân cơ hội đánh một gậy lên đầu người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen hoa mắt chóng mặt, loạng choạng ngã xuống đất. IQ thấp như vậy cũng đòi làm xã hội đen. Tô Yên vốn không muốn chế giễu, nhưng quả thật cô không nhịn được nữa. Người mặc đồ đen rất oan ức, anh ta mới làm xã hội đen chưa được mấy ngày. Lục Cận Phong giải quyết những người đằng sau xong, anh lo lắng nhìn về phía Tô Yên, phát hiện Tô Yên đã giải quyết xong xuôi rồi.
Lục Cận Phong. Lục Cận Phong bất chợt nhếch khóe miệng lên, vừa rồi chỉ mải đánh nhau, anh cũng không nghe thấy những lời vừa rồi của Tô Yên. Bỗng nhiên một người mặc đồ đen đánh lén phía sau Tô Yên. Yên Yên, ngồi xuống. Lục Cận Phong hô to, Tô Yên vội ngồi xuống theo. Cùng lúc đó, ống thép trong tay Lục Cận Phong cũng vung ra, ống thép sắc bén xé gió lao đến trước ngực người mặc đồ đen, xuyên thẳng qua lồng ngực anh ta. Mẹ kiếp, máu me bạo lực quá. Lý Văn khẽ lẩm bẩm, tôi sợ quá, không dám nhìn nữa. Thực tế mắt cậu ta lại trừng to hơn ai hết, thích thú không thôi. Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy thật vui vì ban đầu Tô Yên và Lục Cận Phong nương tay với cậu ta, nếu như bị đánh giống như ngày hôm nay, chắc mộ cậu ta đã xanh cỏ rồi. Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi còn không thèm chớp mắt chứ đừng nói là sợ. Đám người mặc đồ đen thấy Lục Cận Phong và Tô Yên dũng mãnh như vậy, tất cả đều bao vây hai người lại. Lục Cận Phong nắm tay Tô Yên, hai người phối hợp ăn ý, Tô Yên đá một đá càn quét hết đám người. Lục Cận Phong sẽ không để Tô Yên giết người, Tô Yên chỉ cần phụ trách việc đánh ngất đối phương thôi. Chu Tử Thành thấy vậy vội nói, mau nổ súng giết chết hai đứa nhóc kia đi. Lục Cận Phong, mau lên. Tô Yên lòng như lửa đốt, ba người bị treo trên không, mục tiêu vô cùng lớn, chỉ cần có người nổ súng, không chết cũng bị thương. Bọn họ phải nhanh chóng cướp bọn trẻ lại. Lục Cận Phong nghiêm mặt, dùng sức trèo lên tầng 2, ném dao phóng trong tay ra cắt đứt dây thừng, Tô Yên, đỡ lấy Hạ Vũ Mặc. Tô Yên nhún người nhảy lên, đỡ lấy Hạ Vũ Mặc, ôm cậu bé lăn vài vòng dưới đất, nhanh chóng nấp sau tấm thép bên cạnh. Khi nãy lúc rơi xuống đất, lưng của Tô Yên chịu sức nặng, đau đớn đến mức mặt mày tái nhợt, phút chốc không nói nên lời. Chị ơi, chị không sao chứ, chị đừng chết mà. Hạ Vũ Mặc sợ hãi, khi nãy nguy hiểm như vậy cậu bé cũng không sợ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Tô Yên, cậu bé lại rất sợ hãi. Chị không sao, Tô Yên khó khăn nói ra ba chữ an ủi Hạ Vũ Mặc. Tiếng súng vang rền trên đỉnh đầu, Chu Tử Thành nổ súng về phía Hạ Phi. Không, Tô Yên vô cùng hốt hoảng. Ánh mắt Lục Cận Phong co rút dữ dội, cho dù anh có thể bay qua đó cũng không kịp. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Phi mượn sức của dây thừng. Cơ thể chuyển động linh hoạt, bám lên phía trên, viên đạn sượt qua bàn chân, bắn vào tấm thép đằng sau, xuyên thẳng qua đó. Lục Cận Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tô Yên cũng suýt chút cũng sợ mất hồn, Lý Văn ở gần Hạ Phi nhất, thấy Hạ Phi sắp bị bắn chết, trong lòng cậu ta cũng lo lắng không thôi, đến lúc thấy Hạ Phi tránh được, Lý Văn cũng xúc động muốn rơi nước mắt. Đại ca Lục, Hạ Phi la lên một tiếng. Lục Cận Phong nhanh chóng phóng dao ra, cắt đứt dây thừng rồi đỡ lấy Hạ Phi. Thấy hai đứa trẻ được cứu cả rồi, đám người mặc đồ đen cũng hoang mang vô cùng. Chu Tử Thành khiếp sợ lùi về sau vài bước, là to còn một người nữa. Nòng súng của người đồ đen chĩa thẳng vào Lý Văn. Lý Văn nhắm mắt thét lên, mẹ ơi, cứu với, con không muốn chết, con còn chưa cưới vợ nữa. Chương 143, Lục Cận Phong nhớ lại. Lý Văn không có bản lĩnh như Hạ Phi, nếu viên đạn bắn tới thật, cậu ta thật sự không tránh được. Như thế chẳng phải sẽ bị bắn thành cái rổ sao? Lý Văn thét lên như heo bị chọc tiết, hét to đến nỗi Chu Tử Thành phải bịt tai lại, chói tai quá, mau giết nó đi. Đám người mặc đồ đen lên đạn, Lục Cận Phong ném con dao phóng cuối cùng trong tay anh ra cắt đứt dây thừng. Phịch, Lý Văn ngã từ trên cao xuống đất, bụi bặm dưới đất bay lên tứ tung. Lý Văn đau đớn gào khóc, sao lại không có ai đỡ tôi vậy, bất công quá. Hạ Phi đáp, còn không mau tìm chỗ trốn đi. Lý Văn vội vàng trở mình tránh đi. Giữ cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Còn ngây ra đó làm gì, mau xông lên. Chu Tử Thành cầm tấm thép che chắn cho mình. Không có con tin, đám người mặc đồ đen cũng chùn chân không dám xông lên. Như thế không phải đang tìm đường chết sao? Lục Cận Phong nắm chặt ống thép, đôi lông mày lạnh lùng nhíu chặt, muốn sống thì bỏ súng xuống rồi cút ngay lập tức, không sợ chết thì cứ việc xông lên. Đám người đồ đen đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không muốn chết. Có người dẫn đầu bỏ súng xuống trước. Tôi không muốn chết. Tôi cũng không muốn. Lần lượt có người bỏ súng xuống. Chu Tử Thành nổi giận, lũ hèn nhát chúng mày, ai dám bỏ chạy sau này sẽ không còn là người của Phi Long Bang. Chu Tử Thành, chúng tôi còn có mẹ già con thơ, anh để chúng tôi lên trước nộp mạng, anh lại nấp phía sau, các anh em việc gì phải bán mạng cho anh chứ? Đúng vậy. Bọn tôi không làm nữa. Mọi người đều bỏ súng xuống, vứt Chu Tử Thành lại rồi vội vàng bỏ chạy.
Chu Tử Thành tức muốn hộc máu. Lục Cận Phong sải bước đi về phía Chu Tử Thành, vẻ mặt rét lạnh khiến người ta trông thấy đã khiếp sợ, ai nói cho mày biết, bọn chúng là con trai tao. Chu Tử Thành cầm tấm thép chắn trước người nói, cậu Lục, tôi bắn anh một phát, tôi cũng biết hôm nay đừng mơ sống sót rời khỏi đây, nhưng anh cũng đừng hòng biết một chữ nào từ miệng tôi. Mạnh mẽ lắm, Lục Cận Phong cũng không nói lời vô ích, anh nhặt khẩu súng dưới đất lên, nhắm thẳng nòng súng vào Chu Tử Thành, ai làm tao mất một giọt máu, tao sẽ lấy mạng người đó. Chu Tử Thành vứt tấm thép bước ra, cười gượng đáp, lần này Chu Tử Thành tôi sơ ý, lại không biết cậu Lục chính là người đứng đầu ám dạ, Phi Long Bang của tôi bị anh san bằng, nhiều anh em của tôi bị giết hại, tất cả đều do Chu Tử Thành tôi kém cỏi, tôi thừa nhận. Chu Tử Thành ban đầu còn nghĩ mình không có bản lĩnh tìm tổ chức ám dạ báo thù, vậy thì kiếm chắt chút lợi lộc từ Lục Cận Phong cũng được, nhưng không ngờ, con mẹ nó lại ăn một trận tơi bời. Phi Long Bang làm nhiều chuyện ác, đáng bị khử. Lục Cận Phong quay người, quay lưng lại với Chu Tử Thành rồi gạt cò súng, kỹ thuật bắn súng tuyệt vời, viên đạn bắn vào giữa trán, một phát mất mạng. Lý Văn nhìn thấy bèn đứng không vững, mẹ ơi, cậu Lục giết người như rơm, giết người không chớp mắt trong lời đồn là có thật. May mà cậu ta có tính toán trước, nhận Tô Yên làm chị gái nuôi, cậu ta cũng có được chỗ dựa vững chắc như vậy. Lý Văn thật muốn quỳ xuống ôm chân Lục Cận Phong gọi cha. Đại ca! Hạ Huy và Hạ Vũ dẫn người chạy đến, đúng lúc có thể thu dọn tàn cuộc. Lục Cận Phong kiểm tra Hạ Phi một chút, không bị thương ở đâu cả, lúc này anh mới yên tâm. Hạ Vũ mặc cũng không có gì đáng lo, trước đó Lý Văn bị ngã từ trên cao xuống, cậu ta bị thương rất nghiêm trọng. Lục Cận Phong trúng đạn, anh cần phải đến bệnh viện. Tiếng súng bên này gây ra tiếng động lớn, đám người Lục Cận Phong vừa rời đi không lâu, cảnh sát đã đến. Hạ Vũ và Hạ Huy đã xử lý xong xuôi, có điều tra cũng không tra ra Lục Cận Phong được. Bên phía cảnh sát tìm thấy xác của Chu Tử Thành là bang chủ của Phi Long Bang, cuối cùng bên phía cảnh sát cho rằng chuyện này do người trong giới xã hội đen chém giết lẫn nhau, không có gì để truy cứu đến cùng. Bệnh viện. Tô Yên vẫn bảo bác sĩ kiểm tra lại cho Hạ Phi và Hạ Vũ mặc, nếu không thì cô không yên tâm được. Lục Cận Phong trúng đạn trên bả vai, không bị thương ở chỗ hiểm. Không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Văn làm kiểm tra tổng quát, bị chấn thương bên trong nên phải nằm viện để theo dõi. Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh biết tin Lý Văn nằm viện, vội vàng chạy đến bệnh viện, hai vợ chồng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe xong lại càng sợ hãi hơn. Lý Văn nói liên tục không ngớt, cha, mẹ, hôm nay đúng là kích thích quá, sống hơn 20 năm trên đời, chưa từng thấy chấn động như thế bao giờ, con cưỡi trên đầu tàu. Anh Dũng dẫn Hạ Phi và Hạ Vũ mặc tránh khỏi sự truy sát của bọn chúng, trên đường đi còn tiêu diệt mấy chiếc xe của bọn chúng. Lý Văn bắt đầu chém gió, Hạ Vũ mặc đến thăm, đúng lúc cũng nghe thấy. Rõ ràng là anh trai tiêu diệt mà, Hạ Vũ mặc phá đám. Lý Văn ngượng ngùng nói, vậy cậu đưa các con chạy thoát thân, Dũng cảm bước ra bảo vệ hai đứa, cậu còn bị thương nặng như thế vì hai đứa, không có công cũng bỏ sức mà. Về chuyện này Hạ Vũ mặc phải cho Lý Văn 80 điểm. Cho nên con đến thăm cậu đây. Hạ Vũ mặc rất lễ phép chào hỏi Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh, bà nội xinh đẹp, ông đẹp trai, hai người đừng để cậu lừa, cậu không bị thương nặng đến thế đâu. Tiểu Vũ, chúng ta không thể qua cầu rút ván như vậy được đâu. Lý Văn khóc không ra nước mắt, có thể đừng phá đám không, cậu ta giả vờ đáng thương để cha cho thêm chút tiền tiêu vặt, giờ thì hết sạch rồi. Lý Mộc Sinh cười nói, Tiểu Vũ có bị thương ở đâu không, để ông xem thử. Con không sao, Hạ Vũ mặc vì muốn chứng minh mình đang nói thật, cậu bé xoay một vòng cho Lý Mộc Sinh xem, trông vừa lanh lợi vừa đáng yêu. Lưu Tuyết Lam và Lý Mộc Sinh bị chọc cười. Chuyện Lục Cận Phong bị thương, Lý Mộc Sinh cũng biết, nếu đã vào bệnh viện, chắc chắn phải đi thăm anh. Trong phòng bệnh, đạn trong người Lục Cận Phong đã được lấy ra, anh đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Vạn Nhất vội vàng chạy đến. Đại ca! Sao Chu Tử Thành lại đột nhiên ra tay với Hạ Phi, anh ta biết thân phận của Hạ Phi sao? Lục Cận Phong lắc đầu, ngồi xuống nói, Chu Tử Thành cùng lắm cũng chỉ bị người ta lợi dụng, mượn dao giết người mà thôi. Ai, Vạn Nhất suy nghĩ một chút, lẽ nào là tổ chức Thiên Lang? Không phải, Lục Cận Phong im lặng suy nghĩ một lúc, hỏi, Vạn Nhất, cậu cảm thấy Hạ Phi và Hạ Vũ mặc có giống tôi không? Lý Văn sững sờ cười đáp, còn phải nói sao? Hạ Phi quả thật cũng hơi giống dáng vẻ của anh năm đó, sao vậy đại ca, sao bỗng nhiên anh lại hỏi vậy?
Chu Tử Thành nói Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là con trai tôi. Đùa gì vậy chứ? Vạn Nhất Cầm thấy chuyện này quá vô lý. Đại ca, em quen biết anh nhiều năm như vậy, anh trước nay chỉ có hai người phụ nữ, một người là cô Tô, một người là cô Tần Nhã. Nhận ra mình nói sai, Vạn Nhất nuốt chữ sau cùng lại. Đại ca, dù sao nếu nói hai đứa trẻ này giống anh vậy thì cũng có hơi hơi, nhưng nếu nói là con trai anh thì không thể tin được, anh lấy đâu ra hai đứa con trai lớn như vậy chứ? Quả thật là chuyện vô căn cứ. Lục Cận Phong cũng cảm thấy có lý, nhưng... Năm đó tôi bị bỏ thuốc, đụng phải một người phụ nữ. Lục Cận Phong cau mày, suy ra theo thời gian lúc đó, có lẽ là phải. Vạn Nhất trợn mắt há mồm nuốt nước bọt nói, không trùng hợp vậy chứ, đại ca, anh cũng không xác nhận thử hạt giống năm đó của mình trồng thành công rồi à. Lục Cận Phong suy nghĩ nói, lập tức điều tra, là ai sai khiến Chu Tử Thành. Vâng, Vạn Nhất nhắc nhở, đại ca, những tin đồn vô căn cứ này anh cũng đừng coi là thật, ngộ nhỡ lọt vào tai cô Tô, vậy thì phiền phức lắm. Hồ Thanh mang thai, bây giờ lại có một cặp con trai riêng, rất có thể giữa hai người sẽ có sự xa cách. Lục Cận Phong cau mày, cảnh tượng đêm hôm đó lại hiện lên trong đầu. Im, exchange bằng VUNGLE và info bằng cha 3B69HD8-AW7S6IKOA05AGCROCD8VGCCXKTT5D0UPVKVKIAGAYA và campaign gạch dưới nêm bằng T4TPOGOSKPL8UVX và im gạch dưới ít bằng 6214C023E3B63074-3I58F và Pri bằng 0. Com, gozek.app, advertising gạch dưới ít bằng 09DF1519C731403A44ED43D14C1672 và app gạch dưới S bằng GoFood gạch dưới VowerSpeed 300KSCM gạch dưới 300x250.png và app gạch dưới S gạch dưới ít bằng S9Lazius 65g. A. Mulux Refco và áp gạch dưới S gạch dưới tai bằng Imix và áp gạch dưới E bằng Việt Nam gạch dưới INTL gạch dưới Mo gạch dưới In gạch dưới Brand gạch dưới Athena gạch dưới N gạch dưới O và áp gạch dưới C gạch dưới ít bằng T4TPOGOSKPL8UVX và áp gạch dưới PAT bằng MC gạch dưới Satchi gạch dưới Mobile và áp gạch dưới Sait bằng Mobile, Mangatun, Novel. Key 6 Sku gạch dưới, 4K 2 gạch dưới Bắc Mỹ chép 1JFC0XP5G. Key 6 Sku gạch dưới, 4K 2 gạch dưới Bắc Mỹ chép 1JFC0XP5G. Chương 144, Tô Yên đến chỗ hẹn cạm bẫy. Năm đó Lục Cận Phong nóng lòng muốn đi tìm Tần Nhã Nhược, để nhanh chóng giải thuốc trên người anh nhớ lúc đó mình đã rất thô bạo. Sau bao nhiêu năm trời dường như anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc van xin của cô gái đó. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Lục Cận Phong cũng không để tâm chuyện này. Thêm cả việc năm đó Tần Nhã Nhược xảy ra chuyện nên anh càng không có tâm trạng để đi tìm cô gái đó chịu trách nhiệm. Lục Cận Phong, anh đỡ chút nào chưa? Tô Yên đẩy cửa đi vào. Cô đã làm kiểm tra và nhanh chóng đến đây. Khả năng hồi phục Lục Cận Phong rất nhanh, sau khi lấy viên đạn ra mất nhiều máu như vậy nhưng mặt anh không lộ ra chút yếu ớt nào. Không sao, Lục Cận Phong vươn tay, Tô Yên đặt tay lên tay anh, Lục Cận Phong nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, sợ sao? Sợ. Tô Yên nghĩ đến khuôn mặt hung dữ lúc nãy, trong lòng có chút chột dạ, cô căng thẳng đến mức tim đập rất nhanh. Nếu như Lục Cận Phong phi giao chậm một chút hoặc cô không đón được Hạ Vũ Mặc, nếu như Hạ Phi không nhanh nhẹn tránh được một phát bắn chí mạng thì cô thực sự không biết phải làm thế nào. Cô không thể mất đi bất cứ ai trong số họ. Lục Cận Phong xoa đầu cô nói, Yên Yên, đi theo anh, sẽ còn xảy ra chuyện giống như ngày hôm nay, ám dạ có rất nhiều kẻ thù. Tô Yên ngẩng đầu lên. Rời khỏi vòng tay của Lục Cận Phong, xem ra sau này em phải tăng cường tập luyện hơn, cho dù không thể sát cánh chiến đấu cùng anh, thì cũng sẽ không cản trở anh, không chừng lúc quan trọng còn có thể bảo vệ anh. Lục Cận Phong nở nụ cười ấm áp, Yên Yên, đời này có em là đủ rồi. Một người cô độc và kiêu ngạo như Lục Cận Phong sống trong một gia tộc lớn với những tranh giành quyền lực và đầy rẫy những nguy hiểm. Sau khi thành lập ám dạ, anh càng giống như một con sói đơn độc. Tôi luyện trong mưa bom bão đạn mới có địa vị của ám dạ như ngày nay. Những năm qua không biết Lục Cận Phong đã bị thương bao nhiêu lần, Lục Thừa Mẫn và Lục Gia Hành gây ra tai nạn xe muốn giết chết anh, lúc đó anh mới nhận nhiệm vụ, đã một tuần chưa được chợp mắt, vô cùng mệt mỏi nên cha con Lục Gia Hành mới lợi dụng sơ hở này. Sau đó, anh tương kế tự kế giả vờ là người tàn tật, sau lưng phát triển thế lực ám dạ, mượn vỏ bọc là kẻ tàn tật có thể che giấu rất tốt thân phận của anh.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có một người phụ nữ nói muốn bảo vệ anh, trái tim lặng ngắt của anh loạn nhịp. Anh không chọn sai người. Cậu cả Lục. Lý Mộc Sinh gõ cửa đi vào, Tiểu Yên, con không bị thương chứ? Cha, con không sao. Tô Yên hỏi, Lý Văn thế nào rồi? Nó ổn, tinh thần khá tốt, còn đang chém gió với mẹ con, nói bản thân anh dũng thế nào các kiểu. Lần này quả thật là may mà có Lý Văn, Tô Yên phân rõ chuyện ân oán. 20 năm qua Lý Văn không làm được việc gì ra hồn, lần này cuối cùng cũng khiến cha cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Trong lòng Lý Mộc Sinh cảm thấy rất vui mừng, Lý Văn đã biết gánh vác rồi. Lý Mộc Sinh liếc nhìn vết thương trên vai Lục Cận Phong, cậu cả Lục, cậu ổn chứ? Không sao, Lục Cận Phong nói, cảm ơn chú Lý đã quan tâm. Từ chú Lý khiến Lý Mộc Sinh thấy vừa mừng lại vừa lo. Lục Cận Phong là ai chứ? Đó là người nắm quyền lực của nhà họ Lục, một người tự cao tự đại, là người đứng đầu tổ chức ám dạ giết người không chớp mắt. Vậy mà Lục Cận Phong lại gọi ông ta là chú. Chuyện này sao có thể không làm cho Lý Mộc Sinh kích động chứ? Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Sau ngày hôm nay, mối quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Lý sẽ ngày càng bền chặt hơn, lần này Lý Văn đã làm rất đúng. Lý Mộc Sinh nhắc nhở, cậu cả Lục, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, cuối tuần là mừng thọ ông cụ Lục, chắc hẳn lại xảy ra tranh chấp. Lục Cận Phong đã sớm dự tính được, anh nói, chú Lý yên tâm. Lục Cận Phong đã nói như vậy, Lý Mộc Sinh cũng không nhiều lời nữa. Lý Mộc Sinh cũng biết ý, không ở lại trong phòng bệnh quá lâu làm phiền hai người bọn họ. Trần Tố Anh cũng đến bệnh viện vào lúc đêm muộn, thấy mọi người đều không nguy hiểm đến tính mạng mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Yên đi phòng bệnh Lý Văn bên cạnh, Trần Tố Anh hỏi, con trai, rốt cuộc chuyện lần này là thế nào, mấy người này tại sao lại muốn bắt Hạ Phi và Tiểu Vũ? Có kẻ mượn đao giết người, nói Hạ Phi và Tiểu Vũ là con riêng của con. Lục Cận Phong nói, hai đứa trẻ này gần đây thường ra vào nhà họ Lục, nên có khả năng bị người ta hiểu lầm nhắm vào. Trần Tố Anh thì thào nói, sao lại có người nói như vậy, chẳng lẽ đó thực sự là máu mủ nhà họ Lục sao? Sau khi thăm Lục Cận Phong, Trần Tố Anh đi thăm Tiểu Vũ và Hạ Phi. Hai đứa trẻ cũng không bị thương, cũng không bị kinh sợ. Trần Tố Anh vừa nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ bị người ta đuổi giết mà thấy đau lòng vô hạn, bà ấy giơ tay ôm chúng vào lòng, Tiểu Vũ và Hạ Phi đáng thương của bà, làm các cháu sợ hãi rồi. Ba Trần, chúng con không sợ. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc lắc đầu nguầy nguậy. Đúng là đứa trẻ dũng cảm. Trần Tố Anh mỉm cười, bà ấy nói với Tô Yên, Tiểu Yên à, tối nay con chịu khó ở lại đây chăm sóc Cận Phong, cô đưa hai đứa nhỏ về nhà nghỉ ngơi. Tô Yên muốn ở cùng với hai đứa nhỏ nhưng Lục Cận Phong cũng đang bị thương nằm viện hơn nữa. Trần Tố Anh cũng đã nói vậy nên cô chỉ đánh gật đầu đồng ý, vâng. Về việc Chu Tử Thành nói rằng Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là con riêng của Lục Cận Phong, bà ta không để trong lòng, có lẽ là bị hiểu nhầm, hoặc nhầm lẫn gì đó. Tính cách của Tô Yên chính là như vậy, trong lòng cô hiểu rõ Lục Cận Phong không thể nào là cha của hai đứa trẻ được, nên cô cũng không băn khoăn nữa. Bọn trẻ không sao là tốt rồi, Tô Yên cũng không truy cứu những chuyện khác nữa. Trần Tố Anh đưa hai đứa trẻ về, đợi sau khi chúng ngủ say bà ấy mới rón rén bước vào phòng cắt tóc của chúng rồi lặng lẽ rời đi. Khi Lục Thừa Mẫn biết tin toàn quân của Chu Tử Thành đã bị xóa sổ, Lục Cận Phong chỉ bị thương nhẹ, anh ta vô cùng kinh ngạc. Chu Tử Thành đã lăn lộn xã hội nhiều năm như vậy, là một người rất hung ác, cho dù trước đó Phi Long Bang đã phải chịu thiệt hại nặng nề, nhưng theo lý mà nói thì vẫn dư sức để đối phó với một thằng què. Lục Gia Hành cũng không hiểu nổi, ông ta rất bất ngờ. Lục Thừa Mẫn nắm chặt cạnh bàn, vẻ mặt nghiêm trọng, cha đã cử người đến dò hỏi ở đồn cảnh sát chưa, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì? Hỏi rồi, Chu Tử Thành chết rồi, chết vì trúng một phát đạn. Đàn em của anh ta cũng chết rất nhiều, ra tay rất tàn nhẫn, đều là một đòn chí mạng. Lục Gia Hành nói, những người còn lại đều chạy rồi, Chu Tử Thành vừa chết Phi Long Bang hoàn toàn không còn tồn tại nữa, cũng rất khó để tìm mấy người này, còn cụ thể tối nay đã xảy ra chuyện gì chỉ có Lục Cận Phong mới biết. Lục Cận Phong đi cùng với Tô Yên, một thằng què, một phụ nữ, cha cảm thấy bọn họ có khả năng giết chết Chu Tử Thành không? Mấy người đó lại đều có súng. Lục Gia Hành nói, bây giờ không thể cũng trở thành có thể rồi, lần này coi như Lục Cận Phong may mắn, thoát được một kiếp nạn, lần sau không có chuyện may mắn như thế này nữa, con trai, con không để lại dấu vết gì chứ. Nhỡ may Lục Cận Phong theo đó điều tra đến con thì nguy to. Cha yên tâm, Chu Tử Thành chết rồi,
không ai biết được người đó lại chính là con. Lục Thừa Mẫn nói, bây giờ cứ đợi mừng thọ của ông nội, lần này nhất định phải ép ông nội giao cổ phần ra, chúng ta là chi thứ, bị chi trưởng chèn ép nhiều năm như vậy, sông có khúc người có lúc, cũng phải đến lúc chi thứ chúng ta làm chủ rồi. Lục Thừa Mẫn cũng quá xem thường Lục Cận Phong rồi, chỉ cần anh muốn điều tra thì chẳng có gì không tra được. Lúc giết chết Chu Tử Thành bằng một phát súng, Lục Cẩn Phong đã đoán được là ai. Quả nhiên phía Vạn Nhất đã nhanh chóng điều tra ra người cuối cùng gọi cho Chu Tử Thành là một dãy số lạ, đó là số điện thoại có thể mua bất cứ đâu trên đường, để tra ra khá tốn sức nhưng cũng không quá khó khăn. Lúc tra ra đó là Lục Thừa Mẫn, Vạn Nhất mỉm cười. Đúng là không sợ chết. Lục Cẩn Phong ở viện một ngày, hôm sau đã xuất viện. Ngày mừng thọ ông của Lục sắp đến. Vốn dĩ Lục Cận Phong muốn đưa Hạ Phi về đảo, nhưng nghĩ đến việc Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc mới quen nhau, nên cũng để Hạ Phi ở lại mấy ngày, sau khi lễ mừng thọ kết thúc rồi mới đi. Trải qua nguy hiểm lần này, Tô Yên vô cùng lo lắng cho hai đứa trẻ, cô cũng không đến công ty, cũng chẳng quan tâm đến Lục Cận Phong, chỉ ở bên cạnh hai đứa nhỏ. Chớp mắt cái đã đến ngày mừng thọ ông cụ Lục. Trần Tố Anh đưa Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi lên tầng thay quần áo, Tô Yên đang trang điểm trong phòng. Tiểu An gõ cửa đi vào, cô Tô, cô có thư. Thư. Tô Yên thắc mắc, giờ là thời đại nào rồi còn có người gửi thư chứ? Là ai đây? Tô Yên tò mò nhận lấy, mở ra xem, mím môi cười, Lục Cận Phong chơi trò gì vậy? Trên lá thư viết một dòng chữ, đến khách sạn Tinh Nguyệt, anh đợi em ở đó. Người viết là Lục Cận Phong. Tiểu An trêu đùa nói, cô Tô, mới sáng sớm cậu cả đã đi ra ngoài. Nói không chừng cậu ấy thực sự đã chuẩn bị bất ngờ gì đó cho cô đấy. Ừ, vậy tôi đi đây, một lát nữa cô thay tôi nói với cô một tiếng. Được. Tô Yên thay đồ đi ra ngoài, Hồ Thanh nhìn Tô Yên đi ra, khóe miệng cô ta nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Chương 145, đánh thành đầu heo. Tại khách sạn Tinh Nguyệt, Tô Yên đã di chuyển xe vào chỗ đỗ xe bằng một cú drift đẹp mắt. Bảo vệ ở cửa thấy vậy sững sờ. Chiếc xe sang trọng, người đẹp, động tác rất ngầu, quá thu hút sự chú ý. Tô Yên đẩy cửa xe, đôi chân thon dài trắng nõn bước xuống, mái tóc dài buông xõa, đeo kính râm, trông vừa ngầu vừa đẹp mắt. Là kiểu phụ nữ lạnh lùng xinh đẹp. Bảo vệ mỉm cười bước tới, xin hỏi, cô ở khách sạn sao? Vâng, Tô Yên đưa tay lên, lấy ngón giữa đẩy kính râm ra rồi xem giờ rồi nói, anh này, làm phiền anh một việc, một lát nữa. Nếu như tôi gặp phải bất cứ nguy hiểm gì anh nhất định phải giúp tôi báo cảnh sát. Anh bảo vệ bị Tô Yên mê hoặc đến chết mê chết mệt, vừa cười vừa vội vàng gật đầu, cô yên tâm, có Lý Đại Hưng tôi đây, ai dám đến đây gây chuyện, gây sự với cô tôi sẽ xử anh ta. Thực ra trước đây khi tôi chưa làm bảo vệ, chúng tôi chính là một tên côn đồ có tiếng, không phải, tôi nói nhầm, tôi là anh hùng, đánh nhau rất giỏi. Tô Yên hé mở đôi môi đỏ mọng nói, anh Lý. Hôm nay công ty cử tôi đến để đòi nợ nên tôi sợ gặp phải nguy hiểm, dù sao thì tôi cũng là một cô gái chân yếu tay mềm, sao chống lại được mấy người đàn ông. Không sao, tôi đi với cô, tôi sẽ mang theo mấy anh em nữa. Lý Đại Hưng rất ủng hộ chính nghĩa, trước mặt phụ nữ đẹp thể hiện bản tính của một người đàn ông. Anh Lý, anh thật tốt, Tô Yên cười ngượng ngùng, Lý Đại Hưng lại càng thêm mê đắm mất phương hướng, đó là phòng 1550, tôi không quen thuộc khách sạn này lắm. Phiền anh Lý dẫn đường giúp tôi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lý Đại Hưng hỏi, đối phương có mấy người? Tôi cũng không rõ, khả năng là có rất nhiều người. Vậy để tôi gọi thêm mấy anh em, như vậy cũng có thêm người làm chứng. Lý Đại Hưng khá thông minh. Cảm ơn anh Lý. Lý Đại Hưng dẫn đầu, Tô Yên theo sau lên thang máy tầng 15. Khi Tô Yên nhìn thấy bức thư thì cô đã biết chắc chắn không phải Lục Cận Phong hẹn cô. Hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của ông cụ Lục, Lục Cận Phong không thể nào hẹn cô đến khách sạn. Nét chữ bắt chước khá giống, nhưng cô không phải đứa ngốc, đến cả thủ đoạn đơn giản như thế này cũng không phát hiện ra thì chẳng khác nào lãng phí 9 năm giáo dục bắt buộc. Đi được nửa đường Tô Yên đã hẹn An Hinh, xem chừng An Hinh không thể đến kịp nên Tô Yên chỉ đành tìm người giúp đỡ. Tô Yên lại muốn xem thử Hồ Thanh muốn giở trò gì với cô. Trong nhà cũ của nhà họ Lục, chỉ có Hồ Thanh coi cô như cái gai trong mắt, lúc cô ra ngoài có hỏi bảo vệ của chung cư, người đó nói chẳng có ai giao đồ đến cả. Vậy chỉ có thể là thư của người trong nhà họ Lục gửi, không cần suy luận cũng biết người đó chính là Hồ Thanh. Phòng số 1550.
Sở Hướng Nam cứ nhìn thời gian rồi chờ đợi, anh ta xịt rất nhiều nước hoa trong phòng, trên giường còn làm một hình trái tim bằng hoa hồng đỏ, không khí vô cùng lãng mạn. Đinh dong, tiếng chuông cửa vang lên, Sở Hướng Nam mỉm cười, tắt hết đèn trong phòng sau đó ra mở cửa, em yêu. Sở Hướng Nam còn chưa nói hết câu thì hai mắt đã tối sầm, trên đầu anh ta bị bịt một mảnh vải màu đen, anh ta còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy có người hét lên. Đánh cho tôi, dạy cho anh ta một bài học rồi nói sau. Ai? Sở Hướng Nam tức giận, là ai? Lý Đại Hưng và hai người bảo vệ khác đấm đá Sở Hướng Nam. Sở Hướng Nam bị kéo vào, đầu bị bịt kín, anh ta không biết anh đánh mình, trong phòng vang lên tiếng hét thảm thiết và tức giận. Sở Hướng Nam cảm thấy xương sườn sắp gãy đến nơi, anh ta cuộn mình trên mặt đất, bảo vệ chỗ quan trọng. Tô Yên nhàn nhã bật đèn lên, rồi ngồi xuống ghế nhìn Sở Hướng Nam bị đánh tả tơi. Nhưng giờ cô thực sự không biết người đó chính là Sở Hướng Nam, cô vẫn cho rằng Hồ Thanh tìm một người đàn ông để hãm hại cô. Đánh một lúc, người đó cũng bất động, Tô Yên nói, dừng tay, cởi khăn trùm đầu xuống. Mày nợ tiền không trả, lại làm phòng tối om. Chắc chắn là có ý đồ xấu với cô Tô. Lý Đại Hưng lại đá thêm một cái sau đó mới cởi che mặt. Khi nhìn thấy người đánh mình là bảo vệ của khách sạn Sở Hướng Nam nổi giận đùng đùng, mấy người bị điên à, biết tôi là ai không, cậu cả Sở nhà họ Sở ở đế đô, mấy người dám động vào tôi, đúng là tự tìm đường chết. Tô Yên vốn dĩ đang uống trà, nghe thấy Sở Hướng Nam nhất thời không nhịn được, phun trà ra ngoài. Sở Hướng Nam, sao lại là anh? Sở Hướng Nam bị đánh thành đầu heo, mặt mũi bầm dập sưng tấy, trông rất buồn cười, Tô Yên nhìn không nổi bật cười thành tiếng. Sở Hướng Nam quay đầu lại, nhìn thấy Tô Yên xinh đẹp quyến rũ đang ngồi trên ghế, anh ta nhìn không rời mắt, nhưng anh ta đã nhanh chóng tỉnh táo lại, xa sầm mặt mũi Tô Yên, là cô gọi bọn họ tới sao? Tô Yên đâu có ngờ rằng người đó lại là Sở Hướng Nam, bức thư đó không phải do Hồ Thanh gài bẫy hay sao? Không đúng. Nếu như không phải Hồ Thanh thì bức thư đó chắc chắn không để chuyển vào nhà cũ nhà họ Lục. Tô Yên hỏi, anh quen biết Hồ Thanh lúc nào? Chỉ có một khả năng, Sở Hướng Nam và Hồ Thanh thông đồng với nhau. Bị nhìn thấu Sở Hướng Nam cũng không giấu giếm nữa, là tôi bảo Hồ Thanh hẹn cô. Tô Yên cười khẩy, liếc nhìn hình trái tim hoa hồng đỏ trên giường thì biết ngay Sở Hướng Nam có chủ đích gì. Cậu cả Sở đúng là rất kiên cường. Đã bị Lục Cận Phong cảnh cáo rồi mà vẫn còn dám chọc giận tôi, anh không sợ trở thành Tô Vân tiếp theo sao? Sở Hướng Nam cố gắng chịu đau đứng lên, vừa đặt mông xuống ghế đau tới mức phải nghiến răng chịu đựng, nhưng anh ta muốn giữ hình tượng trước mặt Tô Yên nên chỉ đành cố nhẫn nhịn. Sở Hướng Nam chế nhạo, Lục Cận Phong có thể sống qua đêm nay rồi đến tìm tôi cũng không muộn. Anh có ý gì? Tô Yên nhíu mày. Tiểu Yên, tôi đã ly hôn với Tô Vân rồi, bây giờ tôi là người tự do. Nếu như cô em biết điều thì chúng ta tiếp tục mối duyên trước đây, nói không chừng có thể viết nên một giai thoại. Sở Hướng Nam tự tin nói, nếu như cô khăng khăng chọn Lục Cận Phong cô nhất định sẽ hối hận, kẻ thức thời mới là kẻ thông minh. Ánh mắt Tô Yên trở nên lạnh lùng, xem ra ban nãy đánh chưa đủ nặng. Tô Yên liếc mắt ra hiệu cho Lý Đại Hưng, anh Lý, vất vả cho anh rồi, tôi sẽ gánh chịu hết hậu quả ngày hôm nay. Cô Tô quá khách sáo rồi, phục vụ người đẹp là việc đàn ông chúng tôi nên làm. Lý Đại Hưng hung hãn đứng trước mặt Sở Hướng Nam, cậu cả Sở phải không? Chúng tôi thực sự chưa từng nghe nói đến, nếu như cậu cả Sở không phối hợp với cô Tô, cùng lắm thì chẳng cần công việc này nữa, lại dùng nắm đấm để chăm sóc thật tốt cho cậu cả Sở. Sở Hướng Nam nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Tô Yên, coi như cô độc ác. Tất cả là do anh chuốc lấy. Tô Yên lạnh lùng nói, tốt nhất là nói thật đi, sao lúc nãy lại nói Lục Cận Phong sẽ chết, anh và Hồ Thanh lại có kế hoạch gì? Muốn làm gì Lục Cận Phong? Cô đúng là rất lo lắng cho thằng què đó. Sở Hướng Nam chế nhạo nói, Tô Yên, mọi người đều biết về sự tranh giành ngầm trong nhà họ Lục, nghe nói hai ngày trước Lục Cận Phong bị bắn bị thương, hôm nay lại là mừng thọ của ông cụ Lục, cô cảm thấy tiếp theo những người đó sẽ để Lục Cận Phong còn sống mà đi dự lễ mừng thọ sao? Chắc chắn hôm nay Lục Cận Phong sẽ chết. Sở Hướng Nam nói, đây là những gì tôi nghe được từ chỗ Hồ Thanh, những thứ khác tôi không biết. Bữa tiệc mừng thọ hôm nay chính là Hồng Môn Yến. Ồ, hóa ra là thế. Vẻ mặt Tô Yên bình tĩnh, không biểu lộ chút lo lắng nào. Sở Hướng Nam sửng sốt, tò mò hỏi, không phải cô rất quan tâm đến thằng què đó sao? Sao biết anh ta có chuyện mà vẫn bình tĩnh như vậy? Nếu như một chút nguy hiểm như thế này mà Lục Cận Phong không xử lý được thì không phải là Asura của ám dạ.
Tô Yên đứng lên, anh tốt nhất là nên lo lắng cho bản thân trước đi, anh Lý, người này nợ tôi không ít tiền, phiền anh giúp anh ta nhớ lâu chút, tốt nhất là cả đời bao giờ quên. Yên tâm, Lý Đại Hưng tôi đây giỏi nhất chuyện này. Tô Yên lạnh lùng liếc nhìn Sở Hướng Nam sau đó rời đi, đối mặt với mấy người bảo vệ dũng mãnh, Sở Hướng Nam có chút lo sợ, các anh muốn làm gì, tôi chính là cậu cả Sở, tôi muốn khiếu nại mấy người. Trong phòng vang lên tiếng đấm đá và tiếng la hét thảm thiết của Sở Hướng Nam. Lúc này, An Hình đem người hổn hển chạy đến, Tô Yên, người đâu rồi? Đã giải quyết xong, Tô Yên chọc vào vai An Hình nói, đi đến lễ mừng thọ thôi, tối nay có trò vui để xem. Chương 146, lấy được báo cáo giám định. Vừa nghe thấy có trò hay để xem, An Hình sắn tay áo lên. Tô Yên, hay là tiết lộ trước cho mình chút đi, rốt cuộc là có trò gì vui? Nói trước thì còn gì vui nữa. Tô Yên mỉm cười, sao cậu đến muộn thế? Nhận được điện thoại của cậu xong mình lập tức đi tìm mấy anh em, như này là nhanh lắm rồi đấy. An Hình nghe thấy có tiếng la hét trong phòng, này, giọng nói này sao thấy quen quen nhỉ? Sao thấy hơi giống giọng của Sở Hướng Nam? Tô Yên nhếch môi cười nói, cậu nói đúng rồi đấy, người trong đó chính là Sở Hướng Nam. Hả, An Hình ngạc nhiên rồi tức giận nói, Sở Hướng Nam vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Anh ta đã ly hôn với Tô Vân rồi nên ý nghĩ đen tối lại trỗi dậy. Anh ta thực sự nghĩ rằng đàn ông trên thế giới này đều chết hết chỉ còn lại mình anh ta sao? Đi thôi. Lễ mừng thọ 70 tuổi của ông cụ nhà họ Lục được tổ chức ở khách sạn Thủy Dạng, bao trọn cả tầng 3, hàng nghìn khách mời tụ tập tại đây. Sâm panh, bữa tiệc linh đình. Người đẹp như trăm hoa đua nở, đàn ông lịch lãm lễ độ. Lễ mừng thọ ông cụ Lục còn lớn hơn cả tiệc gặp mặt gia đình ngày trước. Khách mời đến tham dự đều là những máu mặt thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Lúc Tô Yên và An Hinh đến thì Hồ Thanh đã đến rồi. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc không có trong đại sảnh, Tô Yên hỏi Vạn Nhất, Hạ Phi và Tiểu Vũ đâu rồi? Hạ Phi không thích mấy nơi ồn ào như này nên cả hai đã đến sân sau chơi rồi. Vạn Nhất nói, cô yên tâm, lễ mừng thọ của ông cụ, chẳng ai không biết điều lại đến đây gây rối. Bác gái đang ở cạnh hai đứa nhỏ, Lưu Tuyết Lam cũng ở đó. Tô Yên yên lòng, cô hỏi, sao Lục Cận Phong vẫn chưa tới? Lúc nãy cô thấy cha con Lục Thừa Mẫn đã đến rồi. Đại ca đi giải quyết chút chuyện, sẽ đến muộn một chút. Vạn Nhất mỉm cười lịch thiệp nói một câu, tham lợi trước mắt, quên họa sau lưng. Tô Yên hiểu rõ. Hình hình. Lý Văn bó bột đi đến, anh ta nhiệt tình vẫy tay với An Hình từ xa, mỉm cười và gọi một cách thân mật, còn thân thiết hơn cả khi nhìn thấy cha mình. Hình hình. Lý Vân mỉm cười đi đến, trong mắt anh ta chỉ có An Hình, Hình Hình, hôm nay em thực sự rất xinh đẹp, bộ váy màu vàng lông ngỗng này thực sự rất hợp với em. Đẹp tới mức hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Anh dừng lại đi, An Hình liếc mắt nhìn anh ta, sao, ý anh là váy đẹp, còn tôi thì không đẹp chứ gì. Anh không có ý đó, em đẹp hơn, váy chỉ là thứ làm nền thôi. Lý Vân rất dẻo miệng, Hình Hình. Chúng ta đi bên đó uống một ly nhé rồi cùng nhau tâm sự, ở đây ồn ào quá. Không đi, tôi với anh thì có gì để nói chứ. An Hình đứng phía sau Tô Yên, anh đừng có ý đồ gì với tôi, anh không phải gu của tôi. Về chuyện từ chối người khác thì tính cách của An Hình và Tô Yên giống nhau không bao giờ dài dòng. Lý Văn ôm ngực, vẻ mặt đau khổ, Hình Hình, em đúng là giỏi làm tổn thương người khác, em không thích điểm nào ở anh sửa đổi không được sao. Lý Văn chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù An Hình nói gì anh ta cũng sẽ thay đổi. Không ngờ An Hình nói, tôi không thích anh sống. Lý Văn chết lặng. Đây là lý do quái quỷ gì vậy? Nhưng ta cũng đâu thể đi chết. Hình Hình, chúng ta không thể đùa như vậy, rất dễ đùa chết đấy. Lý Văn nói một cách nghiêm túc, hay là em nghiêm túc tìm hiểu về anh, lựa chọn anh chính là quyết định chính xác nhất của cuộc đời em. Lý Văn đấm tay vào ngực, trông rất ra dáng đàn ông. An Hình nhún vai, thế thì không cần phải đùa nữa, Tô Yên, chúng ta đi bên đó đi. Chị yêu dấu của em, bà cô của em ơi. Lý Văn khoác tay Tô Yên, vừa khóc lóc vừa gào lên, giúp đi mà, nói vài lời tốt đẹp, chuyện trọng đại của đời em đều nhờ vào chị đấy. Tô Yên, An Hình, như này là trước mặt người ta đi cửa sau sao? Người không màng đến hình tượng của bản thân chắc chỉ có duy nhất mình Lý Văn. Anh đừng có lấy lý do đạo đức để ép buộc chị em của tôi. An Hình nói, là tôi không thích anh, dù ai có nói tốt đi chăng nữa cũng vô dụng.
Tô Yên bất lực nhún vai nói, anh thấy đấy, tôi cũng không nói gì được. Lý Văn thất vọng. An Hình đưa Tô Yên đến chỗ những quý cô nổi tiếng đang tụ tập, nhỏ giọng nói, Tô Yên, muốn hóng hớt thì phải tụ tập với bọn họ, và lại cũng tránh người khác tám chuyện về cậu. Đúng là phục cái sở thích hóng chuyện của cậu. Tô Yên dở khóc dở cười nói, rõ ràng là cậu muốn hóng chuyện của người ta, đừng có lôi theo mình. An Hình mỉm cười, hôm nay cậu là người xinh đẹp nhất ở đây, cậu không sợ người khác tám chuyện về cậu sao? Không cần nghe mình cũng biết bọn họ đang nói cái gì, chẳng qua lại là chuyện về mình và Lục Cận Phong. Tô Yên hiểu rõ bản thân phận của cô gây ra rất nhiều tranh cãi. Vừa là con nuôi của Lý Mộc Sinh vừa là nữ chủ nhân của nhà họ Lục được Lục Cận Phong thừa nhận, vốn dĩ cô đã trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi. Tô Yên và An Hình đi vào chỗ của những quý cô nổi tiếng, những người khác cũng dần dần vây quanh. Mọi người ngoài mặt vẫn cười nói, tỏ vẻ như rất thân quen vậy. Khôn khéo là bài học mà bất cứ quý cô nổi tiếng nào cũng phải học. Tô Yên gia nhập vào nhóm các quý cô nổi tiếng, hầu hết các quý cô nổi tiếng trong lễ mừng thọ đều đi qua đó, trăm hoa đua nở và Tô Yên rõ ràng chính là bông hoa xinh đẹp nhất, trong số rất nhiều cô gái xinh đẹp như vậy nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm ra cô. Hồ Thanh nhìn thấy cảnh này trong lòng vô cùng ghen tị, đúng lúc này có một người phục vụ đi tới, cô Hồ, có người nhờ tôi đưa cái này cho cô. Cảm ơn, Hồ Thanh liếc mắt nhìn, đó là kết quả giám định mà trung tâm giám định gửi cho cô ta. Hồ Thanh nóng lòng mở túi ra xem kết quả, khi nhìn thấy kết quả Hạ Phi chính là con ruột của Tô Yên, Hồ Thanh kích động tới mức suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hồ Thanh phấn khích cười nói, đúng là quá tốt rồi. Được rồi, Tô Yên, tôi đã nắm được thóp của cô rồi, lát nữa tôi chống mắt lên xem cô còn ngụy biện thế nào. Nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lục chưa kết hôn mà đã có con, bằng chứng không thể chối cãi. Cô ta muốn xem thử nhà họ Lục có còn muốn một người phụ nữ có đời sống cá nhân hỗn loạn như thế này không. Hồ Thanh mang giấy giám định quan hệ mẹ con, đong đưa đi về phía Tô Yên. Cô Tô hôm nay đúng là rất xinh đẹp, bao nhiêu cô gái xinh đẹp như thế này nhưng khi ở trước mặt cô Tô đều trở nên lu mờ. Mỗi một câu của Hồ Thanh đều đang đẩy Tô Yên đứng mũi chịu sào. Giữa những người phụ nữ luôn có lòng ghen tị với nhau, nhìn thấy người đẹp hơn mình trong lòng chắc chắn không dễ chịu gì. Mọi người đều biết Tô Yên vô cùng xinh đẹp, trước mặt Tô Yên bọn họ chỉ là người làm nền, ai cũng biết rõ nhưng khi nói ra thì trong lòng ai cũng đều không vui. Bụng của Hồ Thanh rất to, khi mặc quần áo bó sát sẽ lộ bụng bầu, người ta nhìn một cái là biết cô ta đang mang thai. An Hình thầm ngạc nhiên, cô Hồ Thanh này đúng là không phải người bình thường, đúng là ăn nói giỏi. Trên khuôn mặt Tô Yên nở một nụ cười, tay thời ơ chạm vào hoa tai, lộ ra vẻ không mấy phấn chấn. Người đẹp giống như hoa bốn mùa, hoa mỗi mùa đều không giống nhau, nhưng dù là hoa của mùa nào đi nữa thì đều tô đẹp cho mùa đó, có người thích sự sang trọng của hoa mẫu đơn, nhưng có người lại thích cuồng nhiệt nồng cháy của hoa hồng. Tô Yên nhìn Hồ Thanh cười nói, dáng người cô Hồ thướt tha giống như một bông hoa sen trắng, chúng ta đều không thể sánh được với vẻ trong sáng thuần khiết của cô Hồ, sao cô lại tự ti về bản thân như vậy? Lời nói của Tô Yên đã khéo léo khen ngợi những cô gái khác đang có mặt ở đó. Hóa giải sự không vui trong lòng mọi người, đồng thời còn ám chỉ Hồ Thanh là Bạch Liên Hoa, trông có vẻ trong sáng đơn thuần nhưng thực ra lại là một người thích gây chuyện. Các quý cô nổi tiếng không phải kẻ ngốc, hiểu được ý trong lời nói của Tô Yên, trong lòng họ thầm ngưỡng mộ sự thông minh nhanh trí của Tô Yên, họ không nhịn được bật cười, đúng thế, cô Hồ, cô đừng khiêm tốn, à phải rồi, cô Hồ mang thai mà sao lại còn đi giày cao gót, bụng đã to như vậy rồi cẩn thận kẻo ngã. Hồ Thanh nghe thấy mấy lời châm chọc, không giữ được nét mặt bình tĩnh nữa, lòng ghen ghét đố kỵ với Tô Yên lại càng lớn hơn. Chương 147, quả nhiên là cô ta đã biết rồi. Hồ Thanh không được nhà họ Lục thừa nhận, cô ta trở về lâu vậy rồi nhưng nhà họ Lục cũng không có nói rõ với bên ngoài rằng cô ta vẫn là người nhà họ Lục. Mỗi một quý cô nổi tiếng ở đó đều có tư duy rất sâu, chỉ liếc mắt nhìn đã thấy được bên trong mớ bỏng bong ấy rồi. Nhà họ Lục đây là muốn giữ con bỏ mẹ. Người mà họ thừa nhận chính là Tô Yên. Hồ Thanh liếc nhìn giày cao gót dưới chân lại đỏ mặt tía tai, giống như bị người khác tát một bạt tai vậy. Nghĩ tới việc trong túi sách có chứng cứ chưa kết hôn đã sinh con của Tô Yên, Hồ Thanh lại có thêm vài phần sức lực, cười hỏi cô Tô sao lại tới muộn vậy? Cận Phong không có ở cùng cô à? Tô Yên cười, hỏi ngược lại, tại sao tôi lại tới muộn, trong lòng của cô Hồ đây không phải rõ hơn bất cứ ai sao? Ý cô Tô là sao, tôi không hiểu lắm.
Hồ Thanh giả vờ mờ mịt, trong lòng lại thầm mắng Sở Hướng Nam vô dụng, đến cả một cô gái mà cũng không bắt được. Nhưng mà cũng tốt, hôm nay lại có trò hay như này, Tô Yên không tới thì sẽ rất nhàm chán không phải sao? Tô Yên nhìn Hồ Thanh, chỉ cười không nói. Hồ ly ngàn năm này là muốn đọ đuôi ai to với sói là cô sao? Đúng lúc này, Trần Tố Anh dắt Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc từ hậu viện ra tới. Hạ Vũ Mặc nhìn thấy Tô Yên đã vui mừng, nhảy cẫng qua, dì Tô. Hạ Vũ Mặc bây giờ cũng gọi theo Hạ Phi là dì Tô rồi. So với dáng vẻ hoạt bát năng động của Hạ Vũ Mặc, Hạ Phi lại rất có phong độ của một quý ông. Cậu bé mặc bộ lễ phục sai nhỏ đi tới, nở nụ cười lễ phép chào hỏi mấy quý cô nổi tiếng ở kia, chào mấy chị ạ. Một chữ mấy chị này ngay lập tức bắt chọn được tâm hồn thiếu nữ của đám người nổi tiếng ở đó. Úi chà, cái miệng nhỏ này ngọt quá chừng nha, vừa gọi như vậy khiến tôi thật sự cảm thấy mình trẻ lại không ít đó. Đứa nhỏ này là con cái nhà ai vậy, đẹp trai chết đi được. Lớn lên nhất định sẽ khiến mấy cô gái mê như điếu đổ cho xem. Thằng bé kia cũng đáng yêu lắm, trắng trẻo mũm mĩm, da rẻ lại rất mịn màng hồng hào. Wow, tôi thật sự rất muốn bẹo má của nó quá. Một cặp bé trai xinh xắn như này thật sự khiến tôi lập tức muốn yêu đương rồi có con liền luôn cơ. Chính là thế đó, đây quả thực là một cặp nhóc con đáng yêu mà ai cũng ao ước. Cô Tô à, đây là con cái nhà ai vậy? Trước giờ chưa từng nhìn thấy. Hạ Vũ Mặc từng xuất hiện ở bữa tiệc nhận thân, cộng thêm chuyện đó đã qua lâu như vậy, bản thân cậu bé cũng đã mập lên không ít nên không có ai nhận ra cả. Hạ Phi lại càng là xa lạ, đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ tiệc tùng như này. Tô Yên nhất thời không biết trả lời như nào, An Hinh lại nhanh chóng mở miệng giải vây cho cô, nhóc này tên là Hạ Phi, là con nuôi của Vạn Nhất, nhóc này là Hạ Vũ Mặc, con nuôi của tôi. An Hinh cũng không biết chân tướng mối quan hệ của hai đứa nhóc và Tô Yên, nhưng mà có một vài chuyện cũng không cần giải thích quá rõ ràng. Tô Yên vẫn chưa kết hôn, chuyện tình cảm sóng gió của cô với Lục Cận Phong đều đã được mọi người biết tới cả rồi, hoàn toàn không thể nói đây là con nuôi của Tô Yên được. Đám quý cô nổi tiếng đó không có đa nghi, nghe xong lại cùng không tiếc lời khen tặng. Hai thằng bé này thật sự là biết cách lớn quá, sao lại xinh xắn đáng yêu đến như vậy chứ, là song sinh hả? Sao mà mặt mũi lại không giống nhau nhỉ? Tô Yên nói, tụi nó là sinh đôi khác trứng. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là anh em ruột. Trước đây Hồ Thanh thật sự là không biết chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Hạ Vũ Mặc. Trước đó lúc Tô Yên dắt thằng bé tới nhà cũ, cô ta cũng không có nhìn thấy. Tô Yên chưa kết hôn đã sinh con, còn là sinh đôi khác trứng. Hạ Phi là con trai của Tô Yên, vậy Hạ Vũ Mặc này khẳng định cũng là thế rồi. Cái gì mà con nuôi của An Hinh chứ, thật đúng là biết cách nói dối. Hồ Thanh mỉm cười, thuận miệng nói một câu, đúng vậy đó, sao tôi lại có cảm giác Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi lớn lên có hơi giống Tô Yên vậy nhỉ, mấy cô thấy như thế nào hả? Nghe thì như là một câu nói vui tùy tiện, nhưng lại khiến lòng người hoang mang. Sau khi nghe Hồ Thanh nói thế, mọi người vẫn đúng là thấy có chút giống. Tô Yên bật chế độ cảnh giác trong lòng, tại sao Hồ Thanh lại nói thế? Cô cũng không phải là từ chối chuyện nhận lại hai đứa nhỏ, nhưng mà không thể là hôm nay được. Đại thọ của ông cụ Lục, cô không thể khiến ông cụ mất mặt được. An Hinh nghi ngờ nói, giống chỗ nào? Sao tôi lại không nhìn ra được nhỉ? Đúng rồi, tôi nghe nói người mang thai cũng phải nhìn rất nhiều hình của mấy đứa trẻ xinh xắn thì sau này em bé sinh ra mới xinh xắn được. Cô Hồ này, cô phải sinh ra một bé trai xinh xắn, vậy chi bằng nhân cơ hội này ngắm Hạ Phi với Hạ Vũ Mặc nhiều thêm một chút đi. Nhìn thấy An Hinh lần lượt xỏ xiên, Hồ Thanh thầm ghim hận trong lòng, mặt tỉnh bơ cười nói, hai đứa nhóc này quả thật là xinh xắn, đúng rồi cô Tô, không biết mẹ hai đứa bé này là ai. Hồ Thanh năm lần bảy lượt nhắm vào Tô Yên, người tinh mắt vừa nhìn sẽ biết. Hạ Phi rất không thích cái người tên Hồ Thanh này. Tô Yên cũng nhìn thấy Hạ Phi tức giận, mà hôm nay mỗi một lời của Hồ Thanh nói ra đều mang hàm ý châm chọc, trong lòng cô có linh cảm chẳng lành. Vừa hay Vạn Nhất đi tới. Cô duỗi tay chào hỏi, cậu Vạn, không khí chỗ này không tốt, dắt Hạ Phi và Tiểu Vũ ra ngoài hít thở không khí đi. Buổi tiệc mừng thọ đâu đâu cũng là ngào ngạt một mùi hoa thơm phức, làm sao lại có thể là không khí không tốt được. Ý Tô Yên chính là đang đề cập tới miệng Hồ Thanh nói chuyện khó ngửi. Cô cũng lo là Hồ Thanh thật sự đã biết gì đó, tới lúc đó thì rắc rối rồi. Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc, đi thôi. Cha nuôi dắt hai đứa đi ăn chút gì đó nha.
Vạn Nhất vẫy tay, mỗi tay dắt một đứa. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc rất hiếm thấy lại phối hợp như thế, bởi hai thằng bé đều cũng rất biết suy nghĩ, mớ bòng bong phức tạp giữa người lớn tuy không phải là thứ mà mình có thể hiểu hết được, nhưng mà nhìn sắc mặt cũng có thể hiểu được phần nào. Hai nhóc con vừa đi, Hồ Thanh đã cười nói, cô Tô, cô khẩn trương như vậy làm gì? Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cô Hồ, hôm nay là ngày đại thọ của ông cụ, khách khứa rất đông, cô hơn hết vẫn là nên bảo vệ cái bụng của mình cho tốt. Tô Yên lạnh lùng, oán hận nói một câu. Lời lẽ của hai người đều có hàm ý, đều đang đe dọa và cảnh cáo đối phương. Hồ Thanh nghiến răng nở nụ cười đáp, đây chính là đứa chắt đầu tiên của nhà họ Lục, dĩ nhiên là tôi phải che chở cẩn thận rồi. Ông cụ rất yêu thương đứa nhỏ này, đến cả tên cũng chuẩn bị xong rồi. Hồ Thanh nói thế, chẳng qua chỉ là để người khác biết trong nhà họ Lục thiên vị. Lục Thừa Mẫn từ chỗ sảnh lớn của tiệc mừng thọ đi ngang qua, Hồ Thanh dõi mắt nhìn theo, sau đó mỉm cười đứng lên nói, tôi đi toilet một chút, mấy người nói chuyện đi. Hôm nay tiệc mừng thọ có nhiều khách như vậy, nếu như tiếp đãi không chu đáo cũng mong mọi người thứ lỗi. Hồ Thanh đứng lên rời đi, An Hình thức tối nói, mắc ói, cô ta là đang lấy tư cách là nữ chủ nhân của nhà họ Lục mà nói chuyện với chúng ta đó à? Lục Cận Phong vốn dĩ cũng không có thừa nhận cô ta, trong bụng có đứa bé thì đã sao nào, nhà họ Lục không thừa nhận thì cô ta có thai cả một đội bóng cũng vô dụng. Hình Hình, Tô Yên kề sát tai An Hình nói nhỏ một câu, hôm nay Hồ Thanh có gì đó lạ lắm, cậu đi theo cô ta xem thử đi, có chuyện gì lập tức báo cho mình biết. An Hình đưa tay làm kiểu ok với Tô Yên, sau đó cũng đứng lên đi theo người kia. Trong nhà vệ sinh không có ai cả. An Hình lặng lẽ tiến tới gần lại nghe thấy giọng nói của Hồ Thanh. Anh cứ yên tâm đi, tôi lấy được kết quả xét nghiệm ADN rồi, bỏ trong túi sách đây. Đợi tới lúc tiệc đại thọ vừa mới bắt đầu tôi sẽ lập tức lấy ra, tới lúc đó sẽ để cho tất cả mọi người biết được Hạ Phi là con riêng của Tô Yên, vậy thì cô ta cũng không còn tư cách làm nữ chủ nhân gì đó của nhà họ Lục nữa. An Hình cả kinh, Hạ Phi là con trai của Tô Yên. Nhưng mà lúc này cô ấy cũng không rảnh ngồi đó kinh ngạc nữa, chuyện cấp bách bây giờ là phải ngăn cản Hồ Thanh. Bản xét nghiệm ADN. An Hình nghĩ đến chỉ cần không có bản xét nghiệm thì Hồ Thanh cũng không thể làm loạn được. Nghĩ tới đây, nhìn thấy túi sách mà Hồ Thanh đặt trên bồn rửa tay, An Hình nhanh trí treo bảng đang sửa chữa ở phía ngoài nhà vệ sinh. Ngay lúc Hồ Thanh rửa tay xong chuẩn bị đi ra ngoài, An Hình đã trực tiếp chụp một cái túi ni lông lên đầu của Hồ Thanh. Á! Ai vậy? Hồ Thanh giật mình la lên một tiếng. An Hình nhanh chóng đẩy mạnh cửa giật lấy túi sách của Hồ Thanh, sau đó lấy cây gậy chắn ngang cửa. An Hình cầm túi sách chạy đi, cô trước giờ chưa từng làm chuyện như này bao giờ, trong lòng căng thẳng đến mức trái tim đập loạn nhịp. Tô Yên từ sảnh lớn của buổi tiệc đi ra, nhìn thấy An Hình đang chạy bèn lập tức đi nhanh tới hỏi, Hình Hình, xảy ra chuyện gì vậy? An Hình dừng lại, nhìn thoáng ra phía sau. Chắc ăn là Hồ Thanh không có đuổi theo mới kéo Tô Yên vào trong phòng bên cạnh. Tô Yên, cậu thật sự là đoán đúng rồi. Hồ Thanh dự định vào lúc buổi tiệc mừng thọ bắt đầu sẽ đối phó cậu. Cô ta có bản xét nghiệm ADN của cậu và Hạ Phi, chứng minh cậu là chưa kết hôn đã có con riêng. An Hình vừa nói vừa lấy bản xét nghiệm ADN từ trong túi sách của Hồ Thanh ra. Tô Yên vừa nhìn thấy đã nhíu mày nói, quả nhiên là cô ta biết rồi. Tô Yên. Hạ Phi thật sự là con trai của cậu sao? Chương 148, xấu mặt. An Hình vô cùng kinh ngạc, nếu như Hạ Phi là con trai của Tô Yên, vậy Hạ Vũ Mặc cũng như thế rồi. Trước đó hai người còn thảo luận qua lại về cha mẹ của hai đứa nhỏ, Tô Yên cũng vì chuyện tìm con mà đã hao tổn không biết bao nhiêu là tinh lực. Lại không ngờ vòng tới vòng lui, hai đứa bé này lại ở ngay bên cạnh mình. Đây quả thực là ông trời phù hộ mà. Tô Yên nói, bây giờ không phải là lúc giải thích, mình sẽ nói chuyện này với cậu sau. Hồ Thanh đâu? Mình nhốt cô ta lại trong nhà vệ sinh rồi. An Hình rất căng thẳng, nhưng mà sẽ không đóng được bao lâu đâu. Tô Yên mỉm cười nói, Hình Hình, cảm ơn cậu. Khách sáo với mình làm gì chứ? An Hình hỏi, Tô Yên, tiếp theo phải làm như nào đây? Cậu nói đêm nay có trò hay, mặc dù mình thích hóng Dreamer, nhưng mà tuyệt đối không muốn hít hà Dreamer của cậu đâu. Tô Yên nghĩ ngợi, chuyện này quả thật là khó giải quyết, khó tránh khỏi Hồ Thanh không có nóng vội, là đi một bước dò xét một bước. Cô cũng không có ý kiến gì hay, chỉ có thể đụng chiêu thì phá chiêu thôi. Cô có linh cảm rằng đêm nay sẽ vô cùng náo nhiệt. Hình Hình,
trước tiên cậu mang túi sách trả lại đi. Ừ, An Hinh cũng không có chủ ý gì hay ho, mọi chuyện đều nghe theo Tô Yên. Hồ Thanh bị giam trong phòng toilet. Dùng sức đẩy mãi mà không mở cửa ra được. An Hinh bẽn lẽn đi vào trong đặt túi sách xuống. Ai ở ngoài đó? Hồ Thanh nghe thấy có tiếng bước chân, gào lên, có phải là mấy người nhốt tôi lại hay không? Tốt nhất là đừng để tôi biết mấy người là ai, nếu không thì tôi sẽ cho mấy người biết tay. Đáp lại lời Hồ Thanh là không khí im lặng. Hồ Thanh tức giận khôn nguôi, hô to lên, có ai ngoài đó không vậy? Một bà dì dọn dẹp vệ sinh đi ngang qua, nghe thấy âm thanh lại tò mò đi vào, lấy gậy chắn ngang cửa xuống. Hồ Thanh thấy cửa vừa mở, trước mặt là một bà dì dọn dẹp vệ sinh lại vô cùng tức giận mà quát tới, mấy người bị điếc hết rồi hả? Tôi đã gọi cả nửa ngày mà không có người tới là sao, có biết tôi là ai không hả? Trong bụng tôi có mang đứa chắt trai đầu tiên của nhà họ Lục đó, nhớ có gì sơ suất thì mấy người có gánh nổi trách nhiệm không? Hồ Thanh hùng hùng hổ hổ, dồn hết sự tức giận của mình phát tiết lên đầu của bà dì dọn dẹp vệ sinh. Nhân viên quét dọn đó không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu. Hồ Thanh nhìn thấy túi sách của mình đặt trên bồn rửa tay lại nhanh chóng tới cầm lấy, khẽ thở phào một tiếng trong lòng, may là túi sách này không có mất, cái túi sách này có giá tới mấy chục ngàn đó. Chỉ là cái túi sách mấy chục ngàn mà thôi, Hồ Thanh lại xem như bảo bối mà nâng niu. Cô ta đột nhiên nhận ra, mới vừa rồi là trò đùa dai của ai cơ chứ? Nhốt cô ta ở trong phòng vệ sinh có mục đích gì? Hồ Thanh nhanh chóng mở túi sách ra, quả nhiên là bản kết quả xét nghiệm ADN đã không thấy đâu nữa. Là Tô Yên, nhất định là cô ta. Được, nghĩ rằng trộm đi rồi thì tôi sẽ hết cách vạch trần cô à. Hồ Thanh vừa nghĩ tới chuyện vừa nãy bị chơi xỏ lại tức giận lấy túi sách đi ra, muốn tìm Tô Yên tính sổ. Sảnh lớn ở bữa tiệc mừng thọ liên tục xuất hiện rất nhiều khách khứa, nhưng vì sảnh lớn có độ chứa trên ngàn người nên cũng không cảm thấy chật chội lắm. Hồ Thanh đi tìm Tô Yên ở trong đám người đó. Người đâu rồi? Sao lại không nhìn thấy nữa? Lúc này, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc bỗng xuất hiện ở sau lưng Hồ Thanh, Hạ Vũ Mặc cất giọng sữa non gọi tới, dì Hồ, dì đang có em bé, chắc đứng cũng mệt lắm nhỉ, nhanh ngồi xuống đi. Hạ Vũ Mặc bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, mỉm cười sáng lạn nhưng một đóa hoa tươi nở rộ. Hồ Thanh quay đầu lại nhìn thấy hai đứa nhóc, nhớ đến chuyện đây là con của Tô Yên nên cô ta cũng không hề nể tình, đừng tưởng rằng như thế thì tao sẽ cảm kích mày. Hai đứa con hoang như tụi bây, đợi lát nữa tao xử lý xong con nhỏ Tô Yên đó rồi sẽ tới dọn dẹp tụi bây. Dám gọi hai người họ là con hoang. Ánh mắt Hạ Phi vô cùng lạnh lẽo, chỉ thoáng chốc đã muốn tiêu diệt Hồ Thanh này rồi. Hạ Vũ Mặc cũng rất tức giận, nhưng mà hai đứa nhóc càng tức giận thì càng mỉm cười hiền lành đến vô hại. Hạ Vũ Mặc mũm mĩm nói, dì Hồ đừng có nóng giận sẽ không tốt cho em bé đâu. Hạ Phi kéo cái ghế qua. Cũng nói, dì Hồ nhanh ngồi xuống đi, cũng mệt rồi. Bà nội Trần có nói, bảo tụi con phải chăm sóc tốt cho dì Hồ. Vừa nghe được là Trần Tố Anh dặn dò, mà hai đứa nhóc này cũng rất hiểu chuyện, Hồ Thanh vênh váo tự đắc mà nói, coi như là tụi bây biết điều đó, vậy tao cũng miễn cưỡng ngồi xuống vậy. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc liếc mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt đen láy đó xoẹt qua một tia gian manh. Hồ Thanh đặt mông ngồi trên ghế, lúc đầu cũng không cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ta ngồi bắt chéo chân, ngạo nghễ nói, rót cho tao ly nước, khát rồi. Được, có ngay, Hạ Vũ Mặc nở nụ cười ngọt ngào, lập tức chạy tới khu đồ ăn rót cho Hồ Thanh ly nước trái cây. Hạ Vũ Mặc nở nụ cười gian tà, cái mụ phù thủy này dám bắt nạt gì tôi bỏ muối mặn chết bà. Hạ Vũ Mặc cho vào rất nhiều muối, còn nhổ thêm mấy bãi nước bọt vào trong, lúc này mới ngay ngắn đi qua. Dì Hồ, mời dì uống nước trái cây. Hạ Vũ Mặc cười tươi đến mức nhìn như một tên ngốc. Hồ Thanh thật sự coi bản thân mình lúc này giống như một bà hoàng, tận hưởng sự phục vụ của hai đứa nhóc. Cũng nghe lời lắm đó. Hồ Thanh duỗi tay nhận lấy ly nước, đưa tới bên mép. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc rất ăn ý mà cùng nhau lùi lại mấy bước, hai anh em đều là bệnh vực người của mình. Hồ Thanh khi nãy nhắm vào làm khó dễ Tô Yên, bọn họ làm sao có thể buồn rầu mà đi được chứ? Đó cũng không phải là phong cách của hai anh em bọn họ. Hạ Vũ Mặc nhí nha nhí nhảnh, có vô số chiêu thức để chơi khăm người khác. Trước đây lúc còn ở trại mồ côi, những giáo viên cùng với hiệu trưởng có ai mà không bị Hạ Vũ Mặc chọc phá tới bấn loạn đâu chứ. Lý Văn cũng đã từng bị Hạ Vũ Mặc chơi khăm suốt mấy đêm liền không dám ngủ,
bởi chỉ lo ngủ dậy rồi lại phát hiện ra có con vật sống nào đó trên giường. Tác phong của hai anh em chính là kiểu Hạ Vũ Mặc tạo ra rắc rối, Hạ Phi sẽ phụ trách dọn dẹp hỗn loạn. Hồ Thanh uống một ngụm nước trái cây, mặn đến phun hết ra ngoài, sao lại mặn vậy chứ? Hồ Thanh theo bản năng đứng lên lại không đứng được, bởi váy bị dính chặt vào ghế rồi. Thứ con hoang, hai tụi bây chơi xỏ tao. Hồ Thanh kịp phản ứng, giận dữ không thôi, cầm ly nước trong tay ném về phía Hạ Vũ Mặc. Hạ Phi thân thủ nhanh nhẹn, ngay lập tức đá bay cái ly ra. Dám đả thương em trai tôi, muốn chết hả? Cái ly bị đá ra khiến nước trái cây bên trong bắn ra tung tóe, đổ ập về phía Hồ Thanh. Đồ của tôi, Hồ Thanh vội vàng đứng lên, vì có hơi dùng sức nên chỉ nghe dẹt một tiếng, chiếc váy bị rách một miếng dính lại ở trên ghế, cả cái mông phía sau của Hồ Thanh đều lộ ra bên ngoài. Á! Hồ Thanh hét đến chói tai, cuống cuồng tìm vật che chắn nhưng xung quanh lại không có thứ gì cả. Cô ta lúc này trông như một gã hề vậy, gấp đến độ nhảy cẫng lên dò tìm xung quanh. Tiếng la chói tai đó của Hồ Thanh thu hút tầm nhìn của đông đảo khách khứa ở bên này nhìn qua, nhìn thấy rõ đồ lót của người kia mặc là màu gì, mọi người đều xôn xao bàn tán, cũng có người cười vang một trận, thật khiến Hồ Thanh hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi cùng nhau làm mặt quỷ, nói, ai bảo bà mắng bọn tôi chứ, đáng đời. Hai nhóc con rất thông minh, không có nói là ra mặt vì Tô Yên, bởi không muốn người kia bị nói xấu. Lúc vừa mới rời khỏi sảnh lớn, hai thằng nhóc đã cố ý đi tìm nhựa cao su vạn năng bôi lên khắp ghế. Vạn Nhất nhìn thấy cảnh này cũng dở khóc dở cười. Mới vừa nãy anh còn đang tự hỏi hai thằng nhóc này tìm nhựa cao su làm gì, hóa ra là để dùng với mục đích này. Trần Tố Anh đi qua, Hồ Thanh gấp đến độ suýt khóc mẹ, hai thằng con hoang đó hại con. Trần Tố Anh lập tức cảm thấy khó chịu. Hai cục cưng mà bà thương yêu như vậy sao lại có thể chấp nhận việc nghe người khác gọi hai thằng bé là thằng con hoang chứ? Kết quả giám định vẫn chưa có, nhưng Trần Tố Anh đã xem hai thằng nhóc như cháu của mình rồi, thân thương đến không chịu được. Còn không mau đi thay quần áo, đừng có làm xấu mặt với người khác nữa. Trần Tố Anh ném áo choàng qua cho Hồ Thanh. Hồ Thanh giận đến mặt đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi mà cầm lấy áo choàng buộc ở trên eo, che cái mông rồi cúi đầu chạy đi. Chương 149, nguy hiểm cận kề. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc vẻ mặt vô tội. Hai đứa bé hồn nhiên đáng yêu như vậy ai mà nghĩ chúng nó lại chơi khăm Hồ Thanh chứ? Dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Trái lại, Hồ Thanh đai nghiến mắng nhức hai đứa trẻ là đồ trẻ hoang cho nên không có ai dạy dỗ thì mọi người đều nghe thấy cả. Hạ Vũ Mặc uất ức lên tiếng, bà nội Trần, hình như dì Hồ không thích con và anh trai. Dáng vẻ oan ức của Hạ Vũ Mặc đã khơi gợi tình mẫu tử của 90% số nữ giới có mặt tại hiện trường, trong lòng họ cũng thấy đau xót. Mọi người hận không thể ôm lấy Hạ Vũ Mặc vào lòng mà vỗ về, Hồ Thanh không thương chúng thì họ thương. Hạ Phi vẻ mặt khó xử, bà nội Trần, dì Hồ muốn uống nước, em trai tốt bụng rót nước trái cây cho dì ấy, không ngờ dì Hồ lại tức giận. Giọng điệu của Hạ Phi như là Hồ Thanh thật không hiểu chuyện, người lớn mà đi tính toán với trẻ con. Các con đều là những đứa trẻ ngoan, không sao cả. Trần Tố Anh mỗi tay kéo lấy một đứa lại, mặc kệ cô ta. Từ tận đáy lòng. Trần Tố Anh cũng không thích Hồ Thanh. Bà nội Trần, Hạ Vũ Mặc rất biết tỏ ra đáng yêu, ôm lấy Trần Tố Anh tiểu vũ sợ. Không cần sợ, cô ta không ở nhà họ Lục lâu đâu. Câu nói này của Trần Tố Anh khiến cho quan khách đều ngầm hiểu. Nhà họ Lục không thừa nhận Hồ Thanh. Tô Yên cùng An Hinh từ bên ngoài đi vào, cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy năm gần đây khi họ đến thì mọi người đã thường tụ tập nói chuyện phiếm hoặc tán gẫu với nhau rồi. Tô Yên tìm thấy Trần Tố Anh, dì à, sao ông nội Lục còn chưa tới? Ông cụ Lục chính là nhân vật chính của hôm nay. Đang nghỉ ngơi ở phòng nghỉ phía sau, Trần Tố Anh nói, có lẽ sắp đến rồi. Tô Yên gật gật đầu, nói, vậy con dẫn Hạ Phi và Tiểu Bảo đi ăn chút đồ trước. Quan khách hôm nay nhiều quá, Tô Yên lo Hồ Thanh ở đây sẽ gây chuyện làm Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc bị thương, nên muốn tạm thời dẫn chúng đi. Được, vậy giao cho con, dì đi xem Hồ Thanh. Giọng nói của Trần Tố Anh mang theo vẻ bất mãn, tiệc mừng thọ của ông cụ, nó còn cố biến gì thành trò cười cho thiên hạ. Trần Tố Anh vừa đi, Tô Yên dẫn hai đứa nhỏ rời khỏi đại sảnh, Hạ Phi Tiểu Vũ, dì sẽ kêu dì Hinh Hinh dẫn hai con về trước. Dì Tô, tại sao phải đưa tụi con đi? Hạ Vũ Mặc khó hiểu, tranh công với Tô Yên, lúc nãy con và anh trai đã giáo huấn dì Hồ đó rồi,
khiến gì ta cong đuôi bỏ đi luôn. Hả? Tô Yên nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Hạ Phi kể, chúng con tìm được một viên kẹo cao su bôi lên trên ghế, lúc gì ta ngồi xuống, váy đã rách. Con còn bỏ thêm rất nhiều muối vô ly nước trái cây của dì ta, còn nhổ nước miếng vào nữa. Hạ Vũ mặc lầm bầm nói, ai kêu dì ta ăn hiếp dì Tô, còn mắng chúng con là đồ trẻ hoang. Tô Yên nghe xong dở khóc dở cười, đồng thời cũng thấy vô cùng áy náy. Là cô đã liên lụy bọn trẻ bị mắng là đồ trẻ hoang. Hạ Phi tiểu Vũ, xin lỗi nha. Tô Yên ôm lấy hai đứa trẻ, các con đi với dì Hinh Hinh trước, món nợ Hồ Thanh mắng hai con dì sẽ tìm cô ta tính sổ. Hạ Phi thông minh, cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng, dì Tô, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu không sao lại vội vàng dẫn bọn chúng đi chứ? Trở về dì sẽ giải thích cho các con sau. Tô Yên thầm nghĩ, đã đến lúc phải nhận hai đứa trẻ, cô không cần đợi kết quả giám định nữa, kết quả giám định của Hồ Thanh đã chứng minh rồi. Lục Cận Phong từng nói, hôm nay Lục Thừa Mẫn muốn ép ông cụ Lục giao cổ phần công ty ra, buổi tiệc mừng thọ hôm nay nhìn thì có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực tế thì ẩn chứa sóng dữ cuộn trào. Hồ Thanh lại muốn làm con thiêu thân gây chuyện, vậy thì chỉ có thể dẫn Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đi rồi thì cô mới an tâm được. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc rất hiểu chuyện. Được rồi, chúng con đi về cùng dì Hinh Hinh. Tô Yên mừng rỡ tươi cười, đi. An Hinh đang chờ ở trước cửa khách sạn. Nhìn thấy Tô Yên dẫn hai đứa trẻ đi ra, vội vàng vẫy tay, ở đây, Hạ Phi tiểu Vũ. Mau lên xe, Tô Yên đưa bọn nhỏ lên xe, lại dặn dò An Hinh, tới nhà thì nhắn tin cho mình. Không thành vấn đề, An Hinh giơ tay ra dấu ok, cậu cứ yên tâm giao chúng cho mình. Tô Yên nhìn thấy xe đã khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm, chưa đợi cô xoay đầu lại, thì từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khiến người ta nổi gai óc. Cô Tô vội vội vàng vàng đưa người đi khỏi như vậy, lẽ nào hai đứa trẻ đó có chỗ nào không thể cho người ta nhìn thấy hay sao? Là Lục Thừa Mẫn. Tô Yên nhanh chóng ổn định lại tinh thần, lạnh lùng liếc Lục Thừa Mẫn một cái, cậu hai Lục cũng thật là nhàn hạ thoải mái, ở đây đợi chờ tôi, buổi tiệc chúc thọ sắp bắt đầu rồi, anh còn không mau đi đến đại sảnh biểu hiện một chút. Gấp gì chứ, anh cả còn chưa đến mà. Lục Thừa Mẫn cười đầy ẩn ý, bây giờ cũng sắp 12 giờ rồi. Cô nói xem anh hai có đến không, chắc không phải là không đến được chứ. Đại thọ 70 tuổi của cụ ông, một ngày quan trọng như vậy sao có thể vắng mặt anh ấy chứ? Tô Yên lạnh nhạt trả lời, cậu hai Lục đừng vội vui mừng quá sớm. Từ đầu đến cuối Lục Thừa Mẫn vẫn luôn nở nụ cười hiền hậu như hoa, Tô Yên nhìn thấy bộ mặt hồ ly giả tạo đó trong lòng rất khó chịu, rất muốn xé toạc lớp ngụy trang đó ra. Buồn nôn qua đi. Cô thật sự đồng cảm với Lục Cận Phong vì có người anh em đáng ghét như vậy. Lục Thừa Mẫn mỉm cười, ghé sát vào Tô Yên, xem ra những chuyện lúc trước kêu cô Tô suy nghĩ lại cô Tô vẫn chưa nghĩ thông, vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Lục là giấc mơ mà các cô gái ở đế đô đều mơ tưởng. Nếu như người nắm quyền nhà họ Lục là anh, vậy thì tôi thà rằng đi làm ni cô cũng không muốn làm nữ chủ nhân của nhà họ Lục. Tô Yên cô không hiếm. Lục Thừa Mẫn không hề tức giận. Anh ta chính là thích vẻ gai góc trên người Tô Yên. Cô vẫn còn rất nhiều chỗ khác biệt với Nhã Nhược. Lục Thừa Mẫn dùng giọng điệu chắc nịch, sớm muộn gì cô cũng sẽ là người phụ nữ của tôi. Hứ, Tô Yên cười khẩy, vậy bây giờ cậu hai Lục nên trở về ngủ một giấc đi. Ý gì đây? Nằm mơ giữa ban ngày, Tô Yên bỏ lại một câu rồi xoay người đi vào đại sảnh. Lục Thừa Mẫn thích thú nhìn về phía Tô Yên, thật thú vị. Tô Yên đi đến nơi ít người gọi điện thoại cho Lục Cận Phong, điện thoại đang ở trạng thái tắt máy. Dáng vẻ tự tin lúc nãy của Lục Thừa Mẫn vẫn khiến Tô Yên thật sự có chút lo lắng. Cô Tô, đang lo cho đại ca à? Vạn nhất lắc lắc ly rượu đi đến. Vừa nãy tôi đụng phải Lục Thừa Mẫn, trong lòng có chút lo lắng. Tô Yên nhíu mày nói, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Đại ca đang trên đường đến. Tô Yên thở nhẹ một hơi. Lúc này cô thấy Hồ Thanh đã thay một bộ đồ mới quay trở lại, đầu lại đau. Anh Vạn, lát nữa Hồ Thanh có chỗ nào không đúng, anh lựa cơ hội hành động dẫn cô ta đi đi. Coi bộ chỉ có đưa Hồ Thanh đi thì buổi tiệc mừng thọ hôm nay mới có thể thuận lợi. Vạn nhất vặn vặn hai tay, xem ra cô Hồ này chọc giận cô Tô rồi, nhưng mà phải nói thật, bây giờ tôi cũng muốn ném cô ta ra ngoài. Không biết suy nghĩ, dám nói Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là đồ trẻ hoang. Tô Yên liếc nhìn Vạn Nhất một cái, cả hai đều có ý này, nhưng đông người như vậy không tiện ra tay. Hồ Thanh chọn đến những chỗ đông người, Tô Yên cũng không thể không bái phục Hồ Thanh,
mới vừa mất mặt xong vẫn còn dám xuất hiện. Nhưng chuyện này cũng chứng minh được quyết tâm làm người gây rối của Hồ Thanh, hôm nay Hồ Thanh nhất định muốn tìm ép cô mà. Tô Yên xưa nay chưa bao giờ là kẻ bị động, thay vì đợi quả bom hẹn giờ của Hồ Thanh phát nổ chi bằng tự mình đi gỡ bom. Hồ Thanh vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Tô Yên trong đại sảnh, đúng vào lúc này cô ta nhận được một tin nhắn do Lục Thừa Mẫn gửi đến. Khiến cho thanh danh của Tô Yên mất sạch, cái bụng của cô có thể có công dụng rồi. Lục Thừa Mẫn gửi xong tin nhắn liền đi đến phòng nghỉ. Cái bụng của Tô Thanh vốn dĩ là đồ giả, là thứ mà anh ta tìm về để níu kéo Lục Cận Phong. Anh ta không tin tưởng Hồ Thanh, đương nhiên cũng sẽ không để cho cái bụng của Hồ Thanh được giữ lại, đến lúc đứa bé thật sự ra ngoài, thì tự mình tìm phiền phức. Hồ Thanh cất điện thoại, đi về phía Tô Yên. Tô Yên đang mất tập trung, bởi vì phía cửa ra vào đại sảnh đã có một bóng dáng thân thuộc đến không thể nào thân thuộc hơn nữa tiến vào. Chương 150, nhảy xuống xe. Người từ đại sảnh bước vào không ai khác chính là Tô Vân. Còn dám đến tiệc mừng thọ, Tô Yên thật sự rất bất ngờ. Vạn Nhất cũng vô cùng kinh ngạc, thật không sợ chết sao, ai gửi thư mời cho cô ta vậy? Theo lý mà nói, nhà họ Lục sẽ không gửi thư mời cho Tô Vân. Tô Yên nói, phần đông quan khách đến dự tiệc mừng thọ ngày hôm nay cũng không hẳn đều có thư mời. Ông cụ đức cao vọng trọng cộng thêm các nhân vật thượng lưu trong các giới tụ tập lại, tự khắc sẽ có một vài người dựa vào cái danh đi mừng thọ để trà trộn vào mở rộng quan hệ. Tôi đi kêu người đuổi cô ta ra, Vạn Nhất nói xong liền muốn đi ngay. Anh Vạn, Tô Yên lên tiếng ngăn cản, hôm nay là đại thọ của ông cụ, người đã đến thì là khách, không lẽ nào lại đuổi khách đi, truyền ra ngoài chỉ khiến cho nhà họ Lục mang tiếng xấu. Vạn Nhất nhướng mày, hôm nay thật không yên ổn mà. Một mình Tô Vân cũng không thể gây sóng gió gì. Lời còn chưa dứt, Vạn Nhất đã nhìn thấy một người quen, theo quán tính buột miệng nói, Tần Nhã Hân. Sao cô ta cũng đến? Chuyện Lục Cận Phong kêu Tần Nhã Hân rời khỏi đế đô, Vạn Nhất có biết? Vạn Nhất cùng Tô Yên đưa mắt nhìn nhau. Về thân phận cụ thể của Tần Nhã Hân thì Tô Yên không rõ lắm, chỉ biết là có quan hệ với Lục Cận Phong. Tần Nhã Nhược, Tần Nhã Hân. Anh Vạn. Cô Tần Nhã Hân này có quan hệ gì với Tần Nhã Nhược bạn gái cũ của Lục Cận Phong vậy? Cô Tô biết Tần Nhã Nhược, Vạn Nhất cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ngạc nhiên lắm sao, Tô Yên nói, ai mà không có người cũ chứ? Cô Tô thật là rộng lượng, Vạn Nhất cười nói, họ là chị em ruột. Từ tên họ Tô Yên cũng đoán ra được, hỏi một chút chẳng qua là để khẳng định thôi. Cô Tô, cô đi lo việc của cô đi, tôi đến chào hỏi Tần Nhã Hân. Vạn Nhất có chút đau đầu. Đại ca mãi vẫn chưa tới, ở đây lại đến thêm một Tần Nhã Hân, anh ta lo Tần Nhã Hân sẽ nói những lời không nên nói. Tiểu Hân Hân, Vạn Nhất mỉm cười đi về phía Tần Nhã Hân, giang rộng hai tay lịch thiệp lại nhiệt tình, nửa đùa nửa thật hỏi, Tiểu Hân Hân, không phải đang ở nước ngoài sao? Có phải là lại giấu đại ca bỏ về không, em thật là nghịch ngợm. Anh Vạn Nhất vẫn giống y như trước, không thay đổi gì cả. Tên tay Tần Nhã Hân có cầm một món quà, cười trong trẻo, ông nội Lục mừng thọ. Em đặc biệt về gấp để chúc thọ ông nội Lục. Thật có lòng, Vạn Nhất miệng thì nói vậy nhưng trong lòng không hề tin lời của Tần Nhã Hân, tiệc mừng thọ vẫn chưa bắt đầu, đi, chúng ta đi đến bên kia ngồi xuống ôn lại chuyện cũ, con gái 18 tuổi là thay đổi, càng ngày càng xinh đẹp. Được à, Tần Nhã Hân dáng vẻ ngoan ngoãn đưa quà cho người phụ trách nhận quà ở trước cổng, lát nữa nếu như anh Cận Phong biết được em lén chạy về mà nổi giận, anh Vạn Nhất nhất định phải nói tốt giúp em. Chuyện đó thì chắc chắn rồi, với quan hệ của chúng ta, anh nhất định sẽ nói đỡ cho em. Vạn Nhất cố ý nói chuyện vẻ mờ ám không rõ ràng, Tần Nhã Hân mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu. Lúc trước quan hệ của cô ta và Vạn Nhất đâu có tốt đẹp gì, sao hôm nay lại nhiệt tình vậy? Tô Vân đi về hướng của Tần Nhã Hân liếc nhìn một cái, dù rằng hai người một trước một sau đi vào, nhưng không phải đến cùng nhau. Và Tô Vân cũng không hề nhận ra Tần Nhã Hân chính là cô Tần lúc trước vẫn luôn giúp đỡ cô ta. Tô Vân nhìn thấy Tô Yên cũng không đi đến, ngược lại đi sang một hướng khác tìm một góc khuất ngồi xuống. Tô Yên buồn bực. Tô Vân muốn giở trò gì đây? Cô Tô, cô thật là giỏi thủ đoạn. Hồ Thanh đã đi đến bên cạnh Tô Yên, có phải là cô chỉ dẫn hai đứa nhỏ đó không? Cô nói xem, cô Hồ, cô cũng thật là tinh lực dồi dào. Hai đứa nhỏ đó đơn thuần chính là vì nhân phẩm của cô quá tệ, nếu không thì sao bọn chúng không chơi khăm người khác lại muốn chơi khăm cô. Tô Yên khinh rẻ nói, cô làm người quá thất bại rồi, đến con nít cũng thấy cô chướng mắt, tôi đề nghị cô Hồ nên quay về mà tu tâm dưỡng tính cho tốt,
nhân phẩm không được thì cũng bỏ đi, ra ngoài là khiến người ta ghét, đó là lỗi của cô rồi. Hồ Thanh giận đến méo mó, sắc mặt xanh mét, Tô Yên, cô nói lại lần nữa xem. Thật là sống lâu rồi cũng chưa từng gặp qua, ai lại đi xin người khác mắng mình. Tô Yên mở miệng đối đáp khiến cho Hồ Thanh xém chút nữa hộc máu. Dám mắng con của cô mắng chết cô ta. Tô Yên căn bản không hề khách khí với Hồ Thanh, người thế nào thì đối xử lại thế ấy. Hồ Thanh tức đến nổi nhất thời câm miệng không nói nên lời, gương mặt cũng đỏ lên. Mời tránh đường. Tô Yên lướt qua Hồ Thanh đi lên thềm, Lý Mộc Sinh đang ở phía đối diện ngoắc cô lại, chắc là tìm cô có việc. Tô Yên định bước lên thềm đi qua. Cô vừa mới bước chân lên bậc thềm thì Hồ Thanh cũng bước lên theo, kéo lấy tay Tô Yên đẩy mạnh vào người mình, từ góc nhìn của người ngoài thì Tô Yên đang đẩy cô ta. A! À, Hồ Thanh kêu lớn một tiếng rồi ngã xuống, có thể la to bao nhiêu thì Hồ Thanh la lớn bấy nhiêu, cô ta chính là muốn mọi người vây quanh. Sau khi ngã xuống đất, Hồ Thanh nhanh tay phá bịch máu để trong người ra, thoáng chốc máu đã tuôn ra ào ào. Hồ Thanh sợ hãi kinh hoàng khóc nói, con của tôi, Tô Yên, sao cô lại đẩy tôi, muốn hại con của tôi. Quan khách bị tiếng kêu làm giật mình, cũng bị vũng máu tanh làm cho ngơ ngác. Lại là màn kịch này. Tô Yên đứng ở trên bậc thềm vẻ mặt bất lực, thật muốn hỏi một câu, không nghĩ ra chiêu mới nào nữa sao. Cùng lúc đó, trên đường Bàn Sơn, xe của Lục Cận Phong đang lao nhanh trên đường, phía sau có mười mấy chiếc xe đuổi theo, có vô số viên đạn đang bắn về phía xe Lục Cận Phong. Mục đích của bọn họ chỉ có một, là lấy mạng Lục Cận Phong. Kính trên xe là kính chống đạn, đạn bắn không thủng, những người đó bắt đầu nhắm vào bánh xe. Một tiếng rầm, một cái lốp xe đã nổ. Hạ Vũ chạy xe muốn chửi tục, đại ca, cha con Lục Thừa Mẫn lần này đưa giá cao, thế nào cũng muốn dồn anh vào chỗ chết. Hạ Huy vừa bắn súng phản kích vừa nói, em lập tức kêu người của ám dạ đến tiếp viện. Lần này Lục Thừa Mẫn bỏ tiền ra tìm mấy tổ chức trên đường, mấy nhóm người luân phiên ra trận. Phía trước đột nhiên xuất hiện thêm vài chiếc xe, cản đường họ lại. Lục Cận Phong lớn tiếng hạ lệnh, tiến lên, đụng. Hạ Vũ đạp chân ga xuống mức tối đa, căn bản không hề né tránh, tiến thẳng lên. Lúc này thì nên so xem ai không sợ chết hơn. Hai tay Lục Cận Phong nổ súng. Một phát súng một người, gương mặt lạnh như dao, không hề chớp mắt. Đối phương nhìn thấy xe cứ xông tới mãi, không hề có ý tránh né thì hoảng sợ vội vàng bẻ lái. Ầm, vang vọng khe núi. Xe của Lục Cận Phong đụng vào đầu xe đối phương, người từ trong xe bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất cách mấy chục thước. Mạo hiểm vô cùng. Vẻ mặt ba người lại không hề biến sắc. Đại ca, còn có xe đang từ chân núi chạy lên. Hạ Vũ liếc nhìn phía bên ngoài xe. Đây là con đường núi 18 khúc quanh, sơ suất một chút là lật xe rơi xuống ngay. Phía sau có xe chạy đến, dưới núi còn có xe không ngừng xông lên, lần này chơi đến không còn gì để mất luôn. Cho dù cứu viện của ám giả có đến kịp thì cũng trễ rồi. Lần này Lục Thừa Mẫn ra tay thật tàn độc. Cậu cứ lái xe cho tốt đi. Lục Cận Phong lấy từ trong xe ra một cây súng ngắm, bá đạo nã súng tứ tung, đến một tên thì giết một tên. Ông đây diệt cả đôi. Trên đường Bàn Sơn, tiếng súng không ngừng. Hạ Vũ và Hạ Huy đã hạ quyết tâm, dù cho hôm nay là ngày chết của họ thì cũng phải bảo vệ đại ca an toàn. Đạn của đối phương dày đặc, Lục Cận Phong thấy đối phương thay đổi súng trường Đại Liên, tim thắt lại, Hạ Vũ, nghiêng đầu. Uy lực của khẩu súng Đại Liên rất lớn, kính chống đạn của xe cấp bậc không cao, chỉ cần một phát đạn là có thể xuyên thủng. Hạ Vũ nghiêng đầu. Viên đạn từ chiếc xe phía trước xuyên qua kính chắn gió, kính vỡ tứ tung, ba người đều bị thương ngoài da với mức độ khác nhau. Lục Cận Phong nhô nửa thân người ra, bắn vỡ sọ tên bắn tỉa. Khóe mắt của Hạ Vũ vừa nãy mới bị mảnh thủy tinh cứa bị thương, máu tươi làm mờ cả mắt, tốc độ của xe chậm lại, xe lắc qua lắc lại trên đường, xe ở phía sau thì điên cuồng đuổi tới. Phía trước phía sau đều không có đường thoát, một khi bị đụng, xe của họ khẳng định sẽ bị kẹp thành nhân bánh quy. Nhảy xuống xe. Theo sau tiếng hét to của Lục Cận Phong, một tiếng động lớn hơn vang lên khắp chân trời, chiếc xe của họ đã bị va quẹt vào đường Bàn Sơn, xoay vòng vòng trong không trung mấy vòng rồi rơi xuống đất, lại thêm một tiếng động lớn vang lên. Chương 151, à mang thai một miếng cao su đó à? Đại sảnh tổ chức tiệc mừng thọ. Khách khứa đều đã tụ tập lại, Tô Yên đứng yên bất động ở trên sân khấu. Hồ Thanh đau đớn kêu gào, con của tôi đã không còn nữa.
Tô Yên, cô là hung thủ giết người, cô thật là độc ác, ngay cả một đứa trẻ chưa chào đời cũng có thể ra tay được. Trần Tố Anh và một số người họ hàng của nhà họ Lục cũng đến. Có chuyện gì vậy? Trần Tố Anh đi tới, sững sờ khi nhìn thấy dưới thân của Hồ Thanh có một vũng máu lớn như vậy. Các họ hàng nhánh bên của nhà họ Lục, cùng với những người chú bác đó tức giận chỉ trích Tô Yên, cô là cái đồ đàn bà độc ác, cô còn đứng lì ra đó nữa, sao mà lại máu lạnh và tàn nhẫn đến như thế chứ? Đúng vậy, chị dâu, đây là bà chủ của nhà họ Lục do cháu trai cả lựa chọn sao? Đạo đức không xứng đáng với vị trí đó, một người phụ nữ độc ác như vậy sao có thể xứng với vị trí nữ chủ nhân được chứ? Hồ Thanh tóm lấy Trần Tố Anh, càng khóc thảm thiết hơn, mẹ, cháu của mẹ đã mất rồi, chính là Tô Yên đó đã đẩy con, cô ta biết ông nội thương yêu đứa nhỏ này, lại sợ con của con uy hiếp đến địa vị của cô ta, cho nên cô ta mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Hồ Thanh, con đừng sợ, mẹ sẽ bảo người đưa con đến bệnh viện. Trần Tố Anh muốn nhanh chóng đưa người đến bệnh viện, máu nhiều như vậy thật là quá đáng sợ, đứa nhỏ chắc chắn là không giữ được nữa rồi. Vậy thì cũng không thể để người lớn cũng phải đối mặt nguy hiểm được. Mẹ, mẹ nhất định phải lấy công bằng cho con, đòi lại công bằng cho con của con. Hồ Thanh khóc trông đau đớn vô cùng, rồi lại nói với những người họ hàng của nhà họ Lục, các chú, các bác, mọi người nhất định phải làm chủ cho con. Vạn Nhất bị tiếng ồn ở đây thu hút, liền bước nhanh tới, dùng ánh mắt hỏi Tô Yên xem anh ta có nên mang người đi không. Tô Yên thầm lắc đầu với Vạn Nhất, bây giờ nếu đưa Hồ Thanh đi, vậy thì cô chắc chắn phải mang cái danh tiếng xấu xa kia rồi. Tô Yên từ trên sân khấu bước xuống, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống Hồ Thanh, trên môi từ từ nở nụ cười, cô học ngành diễn xuất sao? Tôi nhớ cha mẹ của cô đều là giáo viên, còn cô tốt nghiệp ngành tài chính mà. Nhưng sao kỹ năng diễn xuất của cô lại giỏi đến như thế vậy? Tô Yên, cô còn cười sao, cô đã hại chết một mạng người đấy. Các chú trong nhà họ Lục đều tức giận vô cùng. Nhưng bọn họ không phải là vì muốn bảo vệ Hồ Thanh, nhưng Tô Yên là người Lục Cận Phong lựa chọn, bọn họ thích chống lại Lục Cận Phong, để khiến Lục Cận Phong không vui. Các khách mời cũng lần lượt bàn tán. Tô Yên này thật đúng là một người tàn nhẫn mà. Không phải sao, ngay cả một đứa nhỏ mà cũng không tha, máu ghen tuông lớn đến như vậy, còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục đã hại chết cháu của nhà họ Lục rồi. Cậu cả Lục bị bệnh lâu như vậy. Nghe nói tuổi thọ của anh ấy không còn bao lâu nữa. Khó khăn lắm mới có một đứa con. Giờ thì tốt rồi. Đời sau duy nhất đã không còn nữa rồi. Không phải là vì cô ta sợ đứa nhỏ sẽ cướp đi quyền lợi của cô ta. Cháu trai thứ nhất của nhà họ Lục được ông cụ Lục coi trọng như vậy. Hồ Thanh này nói không chừng có thể mẹ quý nhờ con, trở thành vợ chính, còn có thể được hưởng lợi ích nữa đấy. Ngay cả khi có là vì tiền, thì cùng không thể không cần cả lương tâm của mình như vậy. Trẻ con là vô tội mà. Khách khứa càng tố cáo Tô Yên, Hồ Thanh càng cảm thấy vui vẻ. Đây chỉ mới là bước đầu tiên trong quá trình chỉnh đốn Tô Yên của cô ta mà thôi, cô ta còn chuẩn bị một đòn chí mạng nữa kìa, vở kịch nên được hát từ từ. Tần Nhã Hân đồng cảm nói, thật là đáng thương, một đứa trẻ đang sống sờ sờ ra đó vậy mà đã mất rồi. Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng tựa như ngọn lửa nhỏ thổi bùng lên lửa giận dữ trong lòng mỗi người. Vạn Nhất không biết Hồ Tinh trong bụng là giả, thấy tình hình đang bất lợi cho Tô Yên như vậy, trong lòng rất lo lắng. Tô Yên nghe hết tất cả những lời của các vị khách khứa, vẻ mặt của cô vẫn thờ ơ, ánh mắt nhàn nhạt quét nhẹ qua những vị khách có mặt ở đó. Mục đích của cô là muốn xem ai dậu đổ bìm leo, ai có thái độ chờ đợi, sự việc ngày hôm nay sẽ giúp cô sàng lọc ra khá nhiều mối quan hệ không cần thiết phải duy trì, đồng thời nhìn rõ bộ mặt của không ít người. Ai chân thành, ai giả tạo. Tô Vân đã đứng bên ngoài đám đông, không đến gần hay nói lời nào. Bây giờ cô ta đã học được cách ngoan ngoãn lại rất nhiều, có biết bao nhiêu người đang mượn nước đẩy thuyền chìm như vậy rồi, cô ta không cần phải ra mặt nữa. Tô Yên liếc nhìn vết máu khô trên mặt đất, ngồi xổm xuống, nhìn Hồ Thanh hỏi, đừng khóc như thể tôi thật sự đang ức hiếp cô, cùng lắm thì tôi đền cho cô một đứa con khác. Mọi người nghe xem, cô ta đang nói gì vậy? Đứa nhỏ mất rồi thì làm sao mà đền được? Đâu phải là đồ vật mà đền. Một người phụ nữ máu lạnh và tàn nhẫn như vậy, chị dâu, hôm nay cháu trai cả không có ở đây, chị phải nói gì đó, một người phụ nữ như vậy làm sao có thể thích hợp làm chủ nhân của nhà họ Lục được. Hồ Thanh càng khóc càng thê thảm hơn, tức giận tố cáo Tô Yên, cô rõ ràng là một ác quỷ, con của tôi, cô như vậy là đang cố ý giết người, là phạm pháp sẽ bị đi tù đấy. Ồ,
vậy thì tội phỉ báng và hãm hại người khác sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm thế? Tô Yên vươn tay tiến đến bụng của Hồ Thanh. Cô làm gì vậy? Hồ Thanh hoảng hốt lo sợ nói, bảo vệ bụng của mình rồi gấp rút nói, mẹ, các chú các bác, mau ngăn cản cô ta lại, cô ta muốn hại con. Trước khi các chú bác nhà họ Lục tiến lên, Tô Yên đã nhanh chóng lôi một cái bụng làm bằng cao su từ dưới quần áo của Hồ Thanh ra. À, hóa ra con của cô trông thế này à, thật là được mở mang kiến thức đấy. Tô Yên giả vờ kinh ngạc, ném cái bụng giả bằng cao su đó cho Hồ Thanh, cô quý trọng nó như vậy, sau này tôi sẽ bảo người đi mua đền lại cô chục cái như vậy nhé, đừng có ở đây khóc lóc, con người tôi rất biết nói đạo lý, sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Đền một chục cái, đây không phải là cố ý chọc tức người ta sao? Khi chiếc bụng giả được lấy ra, mọi người đã được một phen náo loạn. Không ai có thể dự liệu được cảnh tượng kịch tính này. Mấy ông chú bác nhà họ Lục vừa rồi còn giúp Hồ Thanh chỉ trích Tô Yên cũng đỏ mặt tía tai, bị vả mặt quá nhanh, ai nấy cũng đều xấu hổ không dám hó hé gì nữa. Trần Tố Anh bỏ Hồ Thanh ra và tức giận vô cùng, Hồ Thanh, sao cô lại sử dụng một cái thai giả để lừa dối mọi người như thế? Mẹ nghe con giải thích, con. Hồ Thanh xấu hổ và giận dữ, lúng túng không biết phải giải thích như thế nào. Cô ta luôn cảm thấy trong lời nói của Tô Yên có cái gì đó. Nhưng cô ta thật sự nghe không ra, không ngờ rằng Tô Yên thật sự biết bụng của cô ta là giả. Tô Yên biết từ khi nào? Cô ta đã làm rất bí mật rồi cơ mà. Tô Yên giễu cợt, tục ngữ có câu muốn đạt được mục đích thì phải chịu trả một cái giá tương đương, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng phải mang thai một đứa trẻ thật đi chứ. Bây giờ thì tốt rồi, giấc mộng ôm cháu chắt của ông nội Lục đã tan vỡ rồi, không biết ông sẽ đau lòng đến thế nào. Tô Yên, cô không có tư cách để nói tôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đã làm cái gì. Hồ Thanh quyết đánh đến cùng, cái bụng giả của cô ta đã bị vạch trần rồi, cô ta còn giả bộ yếu đuối gì nữa chứ. Hồ Thanh nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, mọi người, nhìn kỹ người phụ nữ này đi, cô ta hoàn toàn không thuần khiết như dáng vẻ bên ngoài đâu. Hồ Thanh chưa kịp nói xong, Vạn Nhất đã nhận được sự ra hiệu của Tô Yên, lập tức cho người tiến lên tóm lấy Hồ Thanh, nhấc lên rồi đi ra ngoài. Tô Yên lộ ra kiêu ngạo và ngang ngược, nghiêm nghị nói, tiệc mừng thọ của ông cụ, làm sao có thể để cho cô tiếp tục ở lại đây gây chuyện nữa chứ, ném ra ngoài cho tôi. Tô Yên không hề sợ những lời chưa kịp nói xong của Hồ Thanh sẽ cho người ta có suy nghĩ gì, Hồ Thanh đã bị vạch trần rồi, cô ta có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không ai tin cô ta đâu, người ta sẽ nghĩ rằng cô ta đang tạt nước bẩn hãm hại cô mà thôi. Hồ Thanh giãy giụa, mấy người buông tôi ra, Tô Yên, người phụ nữ độc ác này. Hồ Thanh còn chưa kịp nói xong, miệng của cô ta đã bị che lại. Vạn Nhất trầm giọng nói, mau lôi đi cho tôi. Mang đi thật xa đây, nếu không được, thì tốt hơn hết là nên đưa về nhà cũng nhốt lại trước, kẻo cô ta lại gây rắc rối nữa. Vâng, anh Vạn, nhân viên bảo vệ ném người phụ nữ đó lên xe và rời đi. Trong đại sảnh, mau dọn sạch mặt đất đi, Tô Yên liếc nhìn vết máu trên mặt đất. Sau đó lại liếc nhìn những vị khách có mặt ở trong đại sảnh, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ, hôm nay nếu có ai gây chuyện, đều sẽ bị lôi ra ngoài, từ nay sẽ bị liệt vào danh sách đen của nhà họ Lục sẽ không hợp tác qua lại với bọn họ nữa. Ở với Lục Cận Phong lâu, nên phong cách hành xử của Tô Yên cũng mang bóng dáng của Lục Cận Phong, khí chất tràn trề, khiến khách khứa ai nấy trong lòng cũng phải kinh ngạc. Bà chủ của nhà họ Lục này thật là đáng nể mà. Trần Tố Anh không nói một lời, ngay cả những người họ hàng của nhà họ Lục cũng không dám hó hé, điều này có thể thấy địa vị của Tô Yên trong nhà họ Lục. Cho dù Tô Yên chưa gả vào nhà, những cô cũng đã có thể đại diện cho nhà họ Lục rồi. Chương 152, ông cụ mới là người làm lố đấy. Khi Hồ Thanh bị lôi ra ngoài, một số người cảm thấy hả hê, cũng có những người khác lại cảm thấy chán nản. Tô Vân và Tần Nhã Hân là những người chán nản nhất. Khó khăn lắm mới có một bia đỡ đạn lao tới phía trước, còn chưa kịp làm gì Tô Yên thì đã bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Tần Nhã Hân liếc nhìn Tô Yên một cái, Tô Yên nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Tần Nhã Hân. Xuyên qua biển người, ánh mắt sắc bén của hai người va chạm trên không trung, tia lửa bay tứ tung. Tần Nhã Hân nhếch môi cười, lắc lư ly rượu vang trong tay, tràn đầy vẻ khiêu khích giơ lên trên không trung cùng ly với Tô Yên. Hôm nay Hồ Thanh chỉ là món khai vị. Những món ăn cứng thực sự vẫn chưa được dọn lên đâu. Tô Yên tuy rằng cảm thấy rất đau đầu, nhưng trên mặt vẫn là hào phóng nở nụ cười, bất kể là nghiêu, ma, thần hay rắn tới, cô cũng đều mở cửa chào đón.
Trong lòng Trần Tố Anh có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc, bà ấy còn chưa kịp hoàn hồn lại, Tiểu Yên, con phát hiện ra Hồ Thanh mang thai giả từ khi nào vậy? Chuyện này không phải là con phát hiện ra, mà là Tiểu An. Tô Yên thu hồi tầm mắt lại, thấy vẻ mặt khó coi của Trần Tố Anh, cô mới nói, dì à, dì có muốn đi nghỉ ngơi trước không? Chuyện này sau này hãng nói rõ hơn. Được, Hồ Thanh này ngày nào cũng đều làm những chuyện khiến người ta đau đầu mà. Trần Tố Anh thở dài, đúng rồi, Tiểu Vũ với Hạ Phi đâu? Bọn nhỏ bị tiêu chảy, con đã bảo Hinh Hinh đưa bọn nhỏ trở về trước rồi. Tô Yên tùy tiện nói dối một câu lấy lệ. Đúng lúc này, Vạn Nhất bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô Tô, đại ca đã xảy ra chuyện rồi. Vạn Nhất không hề hạ giọng, mà nói với âm lượng bình thường, những vị khách xung quanh đều có thể nghe thấy. Trái tim Tô Yên đập thình thịch, bị gì thế? Xe của đại ca bị ai đó trên đường Bàn Sơn đụng rơi xuống vách núi rồi. Khi Vạn Nhất nói ra những lời này, giống như trên sét đánh ngang tai. Các vị khách đều kinh hoàng, chân của Trần Tố Anh mềm nhũn, vậy con trai tôi bị đụng như thế nào? Con trai tôi bị đụng ra sao rồi? Đây là mối quan tâm của tất cả mọi người. Vạn Nhất nhíu hai lông mày lại với nhau, không biết sống chết ra sao, e rằng, lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, đôi mắt của Trần Tố Anh tối sầm lại, bà ấy ngay lập tức ngất xỉu. Chú Tường, đưa bà chủ vào phòng đi. Tuy rằng trong lòng Tô Yên rất bối rối, nhưng cũng làm việc vẫn rất có nề nếp. Tần Nhã Hân lo lắng, anh Vạn Nhất, anh nói lại lần nữa đi, anh Cận Phong xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại đi đến đường Bàn Sơn? Vạn Nhất nói, đại ca đang trên đường đi thì bị truy sát. Xe cũng đã bị đụng hư ngay tại chỗ, cảnh sát đã chạy tới đó rồi. Lúc này Tô Yên mới chú ý tới một người phục vụ trong đại sảnh có hành động kỳ lạ đang đi lên lầu. Ông cụ Lục đang ở trong phòng nghỉ trên lầu. Tô Yên rất quyết đoán, đứng trên sân khấu, mạnh mẽ lên tiếng nói, bởi vì tạm thời phát sinh chút chuyện, tiệc mừng thọ có thể bắt đầu muộn hơn một chút, mọi người hãy kiên nhẫn một chút, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, hiếm khi mọi người mới tụ tập lại với nhau mà đúng không? Nói rồi, Tô Yên lại nói với các chú các bác trong dòng họ của nhà họ Lục, hôm nay là tiệc mừng đại thọ lần thứ 70 của ông cụ Lục. Mọi người đều mang họ Lục. Là người của nhà họ Lục. Nếu như đã là người một nhà vậy thì làm phiền các chú các bác chiêu đãi các vị khách ở đây giúp cháu. Tô Yên không sợ khách khứa bàn tán, điều cô lo lắng là mấy ông chú bác này sẽ nhân cơ hội sẽ xảy ra chuyện mà dở trò, cho nên cô phải ổn định những người này trước. Ngay khi Tô Yên nói xong, trong lòng các vị khách đều âm thầm cảm thấy kinh ngạc khi Tô Yên đối mặt với nguy hiểm cũng không hề run sợ, đồng thời cũng khâm phục khả năng tùy cơ ứng biến của Tô Yên. Nội bộ nhà họ Lục đấu đá như một chậu cát lộn xộn, chuyện này ai cũng biết, bây giờ Lục Cận Phong xảy ra chuyện, ông cụ Lục thì mãi vẫn chưa xuất hiện, bữa tiệc mừng thọ ngày hôm nay e rằng không hề đơn giản, những người trong dòng họ của nhà họ Lục này nhất định sẽ nhân cơ hội này để gây chuyện. Bây giờ một câu người nhà của Tô Yên đã trực tiếp bóp chết mọi suy nghĩ sằng bậy trong lòng những người dòng họ của nhà họ Lục. Ví dụ nói như vậy, mọi người đều mang Lục, là một con trâu chấu trên cùng một sợi dây. Nhà họ Lục hiện đang gặp khó khăn, Tô Yên còn chưa cưới về nhà đã ủng hộ nhà họ Lục như vậy. Những người cùng mang họ Lục như bọn họ mà lúc này lại dậu đổ bìm leo thì sẽ trở thành một kẻ tiểu nhân và không bao giờ có thể ngóc đầu lên được trong giới nữa. Những người dòng họ nhánh bên của nhà họ Lục bất lực đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng chán nản, hôm nay xem như là bọn họ đã bị con nhóc Tô Yên này bóp đến chết. Bọn họ có thể làm gì được nữa? Tô Yên người ta đã nói rằng bọn họ đều là chủ. Không phải khách nữa, làm chủ thì không thể nào mà không dẫn đầu đi tiếp khách được. Chủ nhà tiếp đãi khách là chuyện hết sức hợp tình hợp lý. Tô Yên nhìn Vạn Nhất và Lý Mộc Sinh một cái, giao những vị khách trong đại sảnh cho bọn họ rồi cô tự mình đi vào phòng nghỉ. Lục Cận Phong đã nói rằng hôm nay Lục Thừa Mẫn sẽ ép ông cụ giao cổ phần của mình ra. Nếu Lục Cận Phong không thể đến được, cô là người duy nhất có thể ngăn cản anh ta. Tô Yên tin rằng Lục Cận Phong nhất định sẽ không sao, anh nhất định sẽ đến. Tuy nhiên Tô Yên cũng có chút nghi ngờ tại sao Lục Cận Phong lại đi tới đường Bàn Sơn, nhưng cô cũng không vướng bận về chuyện đó quá nhiều. Trong phòng nghỉ, ông cụ Lục đang ngồi trên ghế gỗ hút xì gà, Lục Thừa Mẫn và Lục Gia Hành đứng ở hai bên, đưa một bản chuyển nhượng cổ phần cho ông cụ. Ông nội, vừa rồi ông cũng đã nghe thấy rồi, anh cả đã gặp tai nạn ở trên đường Bàn Sơn, cơ thể đã bị thiêu rụi rồi. Ông cũng đã lớn tuổi rồi. Một mình ông không thể quản lý công ty lớn như vậy đâu,
vậy để đứa cháu trai này chia sớt gánh nặng giúp ông nội. Lời nói của Lục Thừa Mẫn thật đẹp đẽ biết bao. Ông cụ Lục đang hút xì gà với vẻ mặt điềm tĩnh, phun ra trong không khí một làn khói tan biến, bầu không khí trong phòng lại trở nên trang nghiêm. Ông cụ Lục dùng bàn tẩu gõ lên bàn, nhìn vẻ ngoài không chút tức giận nhưng vẫn đầy uy nghiêm, Tiểu Mẫn à, ông nội đã nhìn cháu lớn lên từng ngày. Khi ông nội cháu hô mưa gọi giờ trên thương trường, ba của cháu còn không biết đang ở nơi nào nữa kìa. Một tên nhóc nhóc như cháu mà lại dám chơi trò bức ép nhường lại vị trí trước mặt ông nội à, sao hả? Cánh đã cứng rồi đúng không? Cho nên cháu mới dứt khoát diệt trừ ông nội của cháu đi luôn đúng không? Ông cụ Lục tức giận vô cùng, luôn miệng nói ông nội của cháu, nếu như là người khác nói câu này thì có chút chửi mắng, nhưng nếu là ông cụ nói thì nó đều là sự thật. Trong mắt ông ấy, Lục Thừa Mẫn chính là cháu trai của ông. Trong lòng Lục Thừa Mẫn bùng lửa giận nhưng anh ta không dám phát tiết ra ngoài, từ trong xương tủy của Lục Thừa Mẫn anh ta vẫn rất tôn kính và sợ hãi ông cụ Lục. Cho dù là ông cụ Lục thật sự đã già rồi, Lục Thừa Mẫn cũng không dám lỗ mãng. Lục Gia Hành thì càng không cần nói đến, từ nhỏ ông ta đã không phải là người con trai khiến ông cụ thích, ông cụ có mấy người con trai, trong đó ông ấy thích nhất là con cả và con thứ ba. Khi ông cụ Lục còn trẻ, ông ấy đã dạy dỗ những đứa con của mình rất nghiêm khắc. Khi Lục Gia Hành nhìn thấy ông cụ Lục nổi giận, trong lòng ông ta đã run sợ rồi. Ông nội, cháu trai không dám. Lục Thừa Mẫn cúi đầu, trông có vẻ kính cẩn nghe lời, ngoài miệng nói không dám, nhưng quay mặt đi đã đưa giấy chuyển nhượng cổ phần đến. Ông nội, hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của ông mà ký tên sẽ là Song Hỷ Lâm Môn rồi. Ông cũng đừng ép cháu nội, cháu đang rất bình tĩnh ôn hòa thương lượng với ông nội để cháu san sẻ gánh nặng giúp ông. Lục Gia Hành lúc này cũng nói, ba, trong lòng con biết những năm qua ba rất thiên vị cho con trưởng. Biết bao nhiêu năm qua, đứa con nhỏ như con bị chèn ép khắp nơi, tên nhóc Lục Cận Phong đó không hề coi con là chú hai của nó. Ông cụ Lục rất thất vọng, con nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ không phải sao? Lục Gia Hành nói về những tủi nhục mà ông ta đã phải chịu bao năm qua, gan cũng dần lớn hơn, bây giờ cháu trai cả gặp tai nạn, tụi con cũng vì muốn ổn định công ty. Để lỡ đến khi tin tức cháu trai cả xảy ra chuyện bị lộ ra ngoài, công ty sẽ hỗn loạn, ba, tốt hơn hết là ba nên ký đi, khách khứa đều đang chờ ba đến dự tiệc đấy. Ép buộc tôi đúng không? Ba con hai người chính là đang cùng ép buộc tôi có phải không? Ông cụ Lục chống nạnh, tức giận đi tới đi lui. Trong lòng ông cụ Lục nuốt không trôi cục tức đó, liền bất ngờ cầm tẩu thuốc gõ vào đầu Lục Thừa Mẫn và Lục Gia Hành, muốn tôi ký tên sao, nằm mơ đi. Ba con hai người nếu như có năng lực thì cứ giết tôi, như thế thì toàn bộ nhà họ Lục sẽ thuộc hai người thôi. Lục Thừa Mẫn bị đánh đau, ánh mắt trở nên hung tợn, ông nội, đây là do ông ép cháu đấy. Lục Thừa Mẫn đang định bắt ông cụ ấn giấu tay thì đột nhiên ầm một tiếng, Tô Yên đạp cửa xông vào. Ôi giữa ban ngày ban mặt, sao lại đóng cửa lại vậy? Chẳng lẽ đang làm chuyện gì không thể để người ta biết à? Thấy Tô Yên đi tới. Ông cụ Lục vẫy vẫy điếu xì gà trên tay nói, cháu dâu, mau đến bảo vệ ông nội, hai đứa con cháu bất hiếu này định đánh chết cái thân già này của ông, than ôi, gia đình này thật là bất hạnh mà. Lục Thừa Mẫn, Lục Gia Hành, bọn họ đã đánh ông ấy cái nào đâu? Trời biết đất biết, rõ ràng là họ đã bị đánh. Hơn nữa, ông cụ Lục đầy uy nghiêm ban nãy đi đâu mất rồi. Ngay khi Tô Yên vừa xuất hiện, ông ấy liền giống như một ông già cô đơn bị ức hiếp sắp ngồi dưới đất than trời khóc đất, là có ý gì đây? Chương 153, em tin chắc là anh sẽ về mà. Dáng vẻ kinh hãi của ông cụ Lục khiến cha con Lục Gia Hành có hơi sửng sốt. Tô Yên vừa nghe ông cụ Lục bị ức hiếp, cho dù thấy người kia vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết ông là đang giả vờ bình tĩnh. Tính tình trượng nghĩa trong cô bùng dậy, nói với ông cụ Lục, ông nội Lục, tới chỗ con đây ạ. Được, ông cụ Lục nhanh chóng đứng ra phía sau Tô Yên, trong miệng ngậm điếu xì gà, con người đục ngầu khẽ híp lại, thật rất giống một gã cáo giả đa mưu túc trí. Ông cụ Lục vẫn hướng ánh mắt về phía hai cha con Lục Thừa Mẫn, dường như là đang muốn nói tụi bây vẫn còn non lắm. Lục Thừa Mẫn vô cùng hoảng loạn, sắc mặt cực kỳ khó coi, ông nội, anh hai đã xảy ra chuyện rồi, chẳng lẽ ông muốn trơ mắt nhìn doanh nghiệp Lục thị tụt dốc, rồi bị người khác nuốt mất hết hay sao? Lục Gia Hành cũng rất giận sự bất công của ông cụ Lục cha, ai cũng đều là con cháu của cha, Thừa Mẫn cũng là lớn lên dưới sự chứng kiến của cha, nó có chỗ nào không bằng Lục Cận Phong. Tâm nó quá tham lam, ông cụ Lục cầm điếu xì gà,
dáng vẻ nghiêm túc mà dạy dỗ, trong chuyện làm ăn, điều quan trọng nhất chính là trung thực, nghĩ cho đối phương. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có thể phát triển bền vững trường tồn, chứ không phải là chỉ làm một cú là xong, dồn chuyện làm ăn tới bước đường cùng. Thừa Mẫn, Gia Hành à, hai đứa đều quá nóng vội, đến cả người thân mà cũng nhẫn tâm hãm hại. Giao nhà họ Lục lại cho cha con hai người, sớm muộn gì cũng sẽ lụi bại. Lục Thừa Mẫn mất kiên nhẫn, đều là lời nhảm nhí. Ông nội, lẽ nào Lục Cận Phong không phải là kẻ độc ác hay sao? Năm 10 tuổi, còn bị anh ta đẩy xuống ao, suýt chút đã chết đuối rồi, ông có đứng ra nói câu nào không? Ông là đang thiên vị. Hai, ông cụ Lục thở dài, nếu Tiểu Phong muốn hại mấy đứa chỉ e đã không thể sống tới hôm nay rồi. Nếu như không phải là ông vẫn luôn ngăn cản Lục Cận Phong thì chỉ với lần hai cha con này bày mưu hại anh phải gặp tai nạn xe hơi trước đó, hai người họ sớm đã bị ném xuống biển cho cá mập ăn rồi. Bây giờ Lục Cận Phong đã chết rồi, nói mấy lời nhảm nhí này cũng vô dụng. Lục Thừa Mẫn cả giận nói, ông nội, ký tên đi, nếu không ông cũng đừng hòng ra khỏi phòng nửa bước. À, Dùng Nhu không được thì chuyển sang Cương đúng không? Tô Yên liếc mắt nhìn qua giấy sang nhượng cổ phần, sao mấy người không thẳng thắn bảo ông nội Lục trực tiếp giao toàn bộ tài sản nhà họ Lục lại cho mấy người luôn. Da mặt cậu cũng dày thật, bản thân mình không chịu cố gắng phấn đấu chỉ biết ăn bám, ham muốn tài sản của người già. Cũng đã sắp 30 tuổi rồi, không cảm thấy xấu hổ à? Tô Yên nhẹ nhàng nhả một câu lập tức khiến hai cha con Lục Thừa Mẫn trở thành kẻ ăn bám gia đình. Nếu để chuyện này truyền đi, quả thật rất mất mặt. Cả hai cha con đều giận đến xanh mặt. Lục Gia Hành tức giận nói, thứ người ngoài như cô thì có tư cách gì ở đây hô tay múa chân? Tôi là người ngoài thì làm sao? Là người ngoài thì không cho phép tôi nói sự thật à? Tô Yên trực tiếp khinh miệt, ông tự xem lại bản thân mình đi, đã sắp 50 tuổi rồi lại vẫn ăn bám gia đình. Con dại thì cái mang, tôi thấy Lục Thừa Mẫn chính là học theo ông cũng không tự xem lại chính mình đi. Tôi ăn bám khi nào? Nhà họ Lục này vốn dĩ tôi cũng có một phần tài sản. Có phần nào của ông, mạng của ông, họ của ông đều là ông nội Lục ban cho. Quần áo trên người cho tới thức ăn ông nhai trong miệng đều là tiền của Lục Cận Phong kiếm được rồi chia hoa hồng cho ông mua. Ăn của nhà họ Lục lại còn không biết nhục nhã mà muốn tóm luôn nhà họ Lục, cái mặt già của ông rốt cuộc dày tới mức độ nào vậy hả? Tô Yên một khi mở miệng đều thật sự có thể khiến người khác tức chết. Sống nửa đời người rồi. Chỉ có một chút chuyện nhỏ như thế mà cũng không hiểu được, thực sự là sống phí. Tô Yên lại chỉ vào Lục Thừa Mẫn mà gần giọng mắng, còn cậu, đừng có giả vờ là chính nhân quân tử gì nữa. Cái gì mà không cam lòng, nói ông cụ thiên vị chứ, tôi thấy cậu là vì ghen tị với Lục Cận Phong, tâm lý có vấn đề thì có. Cậu vốn chẳng thể sánh được với anh ấy dù chỉ một chút, cậu tự ngẫm lại xem lúc nào cũng coi Lục Cận Phong là kẻ thù nhưng lại nấp sau cái bóng của anh ấy, có mệt mỏi không? Lục Cận Phong vốn dĩ cũng không có so đo với mấy người đó được không, đừng có làm mọi chuyện tồi tệ như thế. Chuyện ngày hôm nay mấy người đã lên kế hoạch từ lâu rồi đúng chứ? Đầu óc của mấy người mưu mẹo như thế sao lại không dùng để làm chuyện đúng đắn đi, đã biết rõ nhưng lại cứ phải dùng để đối phó với người trong nhà, bạo hành gia đình à? Các người suy cho cùng không phải đều là người của nhà họ Lục sao? Thực sự là ở trên không nghiêm thì ở dưới sẽ loạn mà. Hai cha con bị mắng một trận đến đỏ mặt tía tai, thẹn hóa hóa giận. Tô Yên quay đầu nói với ông cụ Lục, xin lỗi ông nội Lục, con nói như thế không khiến ông giận chứ ạ? Ông cụ Lục nở nụ cười hiền từ, không có gì đâu, hai đứa này quả thật là quá quát. Cháu dâu à, con thay ông dạy dỗ tụi nó đi. Ông cụ Lục nói xong lại quay sang hai cha con Lục Thừa Mẫn, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, hai đứa tụi bây cố mà nghe cho kỹ vào. Nếu như không biết ghi nhớ thì tao cũng không giúp được tụi bây. Lục Thừa Mẫn bị Tô Yên mắng đến lửa giận bốc lên đỉnh đầu, cô Tô, Lục Cận Phong đã xảy ra chuyện rồi, cái ghế nữ chủ nhân của nhà họ Lục được chỉ định này cô cảm thấy mình có thể ngồi vững được sao? Cô thì có tư cách gì? Cậu hai Lục, không ổn rồi, cậu cả Lục trở về rồi. Lục Thừa Mẫn còn chưa nói xong, một tên người làm vội vã chạy vào run rẩy nói, cậu mau tới xem thử đi ạ. Cậu cả Lục quay về rồi, cũng không còn què nữa. Lục Thừa Mẫn nghe thế trong lòng lại chấn kinh, sau đó là hoảng sợ thoáng đối mắt cùng với Lục Gia Hành. Tô Yên vừa nghe thấy Lục Cận Phong trở về đã lập tức hào hứng đi ra ngoài, ông cụ Lục cũng chống gậy đi xuống. Ở trong sảnh lớn của buổi tiệc mừng thọ,
bởi vì Lục Cận Phong trở về không một tiếng động lại khiến mỗi một người ở đây đều không kìm nổi sự kinh hãi. Lục Cận Phong cất bước đi tới, cả người toát ra một vẻ cao quý, anh mặc áo sơ mi đen, quần tây dài thẳng tắp tôn lên dáng người đẹp dạng người như ngọc. Tay áo sơ mi kéo lên, trên trán có vết thương nhỏ, vết máu phía trên đã khô đặc lại rồi. Quần áo cũng dính vết máu, đầu tóc có hơi rối, vài sợi tóc mái không theo nếp phủ lòa xòa trước trán, nhìn lại càng lộ ra một vẻ đẹp hoang dã bên trong. Khuôn mặt bóng loáng không chút tì vết cùng góc cạnh sắc sảo hiện lên một vẻ đẹp trai rõ ràng, đôi mắt sâu hóm toát ra một tia sáng lạnh lẽo, tự do mà lại có thêm một chút cuồng dã. Phụ nữ ở khắp cả hiện trường đều suýt chút kìm không được mà lên tiếng suýt xoa vẻ đẹp trai đó. Người nắm quyền của nhà họ Lục không chỉ không bị què, mặt mũi cũng vô cùng tuấn tú, vẻ đẹp đó trong nháy mắt có thể đánh gục được những nam thần trong giới giải trí. Tô Vân cũng bị hấp dẫn bởi nhan sắc đó, cô ta không thể quen thuộc hơn được nữa, đó không phải là người bạn trai khố rách áo ôm của Tô Yên trước đây đó sao? Trong lòng cô ta thoáng khiếp sợ, hóa ra đó chính là Lục Cận Phong, người nắm quyền của nhà họ Lục. Cô ta bị lừa rồi. Tất cả mọi người ở đế đô này đều bị lừa rồi. Ván cờ này của Lục Cận Phong, quy mô cũng thật sự choáng ngợp quá rồi. Tô Vân không ngừng hối tiếc, sớm biết Lục Cận Phong đẹp trai như vậy, trước đó cô ta làm gì muốn gả cho Sở Hướng Nam kia nữa. Trong tay Lục Cận Phong nắm quyền của nhà họ Lục, nếu như có cô gái nào gả cho anh thì chính là nữ chủ nhân của nhà họ Lục rồi. Họ hàng của nhà họ Lục ai cũng đều một vẻ mặt ngơ ngác, bọn họ lại bị đứa cháu trai đích tôn này lừa một vố thật lớn. Hà Vũ và Hạ Huy cùng đi theo phía sau của Lục Cận Phong, mức độ bị thương của cả hai cũng khác nhau. Cả ba người giống như vừa trốn từ địa ngục trở về, các khách khứa đứng ở đó đều câm như hến, chỉ đưa mắt khiếp sợ nhìn tới, xôn xao nhường đường. Tô Yên thấy Lục Cận Phong bình an trở về, viền mắt cũng đỏ hồng. Cô nhìn anh, người kia từng bước một mà đi tới trước mặt cô. Giữa cả ngàn người khách tới dự tiệc, ánh mắt của Lục Cận Phong vẫn luôn dán chặt vào Tô Yên không rời. Trong mắt cũng chỉ có mỗi cô. Anh đi tới trước mặt Tô Yên, biểu cảm lạnh lùng trước đó lập tức đổi thành dịu dàng, trong mắt cũng trở nên dịu dàng, giọng nói trầm ấm mà sâu sắc kia cất lên, Yên Yên, anh đã về rồi. Tô Yên cảm thấy lòng mình kích động, nhảy cẫng lên ôm lấy Lục Cận Phong, người kia cũng phối hợp ôm lấy cô, khóe môi cũng cong lên một nụ cười. Tô Yên nâng mặt anh lên, yên lặng nhìn anh, sau đó lại lau đi vết máu trên trán của anh rồi nói, em biết anh sẽ trở về. Em tin chắc là anh sẽ về mà. Chương 154, mắt nhìn người của cậu cả Lục thật tốt. Hai người không coi ai ra gì, trong mắt chỉ có hình ảnh tươi cười của đối phương, khiến khách khứa vô cùng ngưỡng mộ. Lục Cận Phong cưng chiều Tô Yên, cho dù có mù cũng nhìn thấy. Tần Nhã Hân ghen ghét siết chặt hai tay, cố dằn lại cơn khó chịu và căm phẫn trong lòng xuống. Tô Vân thì càng không phải nói nữa. Cô ta lúc này chỉ hận người mà Lục Cận Phong đang ôm trong lòng đó không phải là mình, khiến tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ mình mà thôi. Lục Cận Phong là con trời, người ưu tú như thế vốn nên là chồng cô ta. Là Tô Yên cướp đoạt của cô ta, vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Lục đó vốn dĩ cũng là của cô ta. Tâm lý của Tô Vân sớm đã lệch lạc rồi, đều cho rằng cái gì cũng là của mình hết, tất cả mọi thứ đều là do Tô Yên cướp của cô ta. Hai cha con Lục Thừa Mẫn bám theo cùng nhau xuống tầng dưới, nhìn thấy Lục Cận Phong thực sự đã trở về, hơn nữa mặt mũi cũng không còn sẹo, hai chân cũng không còn què nữa, từ trong đáy lòng lại dấy lên một nỗi khiếp sợ. Lục Thừa Mẫn lúc này cũng kịp nhận ra, Lục Cận Phong là đang giả vờ. Anh giả vờ lâu như vậy, chính là để ép anh ta ra tay. Khoảnh khắc Lục Cận Phong xuất hiện, Lục Thừa Mẫn đã biết mình thua rồi. Lục Cận Phong thả Tô Yên xuống. Nhưng tay vẫn mười ngón đan chặt vào tay Tô Yên, ánh mắt lập tức lạnh lùng như dao mà ngó sang phía Lục Thừa Mẫn, em hai, sắc mặt của cậu hình như không được tốt lắm. Lục Thừa Mẫn vịn lấy lan can cầu thang, hai chân có chút mềm nhũn, vẻ mặt cố vặn ra nụ cười gượng gạo, anh cả, anh khỏi bệnh rồi à? Thật đúng là song hỷ lâm môn. Lục Cận Phong trầm giọng nói, đều là nhờ vào tay nghề của bác sĩ Sa Tài giỏi mà thôi. Sa Thành Nghị đứng ở một bên khiêm tốn nói. Vẫn là thể chất của cậu cả Lục khôi phục tốt. Hai người kẻ sướng người họa, lời này không phải là nói cho Lục Thừa Mẫn nghe, còn là cho mấy người khách tới. Lục Thừa Mẫn cười khan, tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, anh cả trở về thực sự là kịp lúc. Ông nội, nếu anh cả đã về rồi thì bắt đầu tiệc mừng thọ đi. Anh cả khỏe rồi, đây chính là chuyện vui cực lớn,
con cũng thấy vui cho anh ấy. Em hai thực sự là vui cho tôi. Bầu không khí của buổi tiệc mừng thọ trở nên nghiêm nghị, nhiệt độ hiện trường cũng bỗng giảm xuống. Lục Cận Phong không chút cảm xúc đi về phía Lục Thừa Mẫn, hôm nay lúc đi ngang qua một đường núi lại gặp một đám người cản trở, suýt chút đã không về được rồi. Còn có chuyện như vậy sao? Anh cả đã báo cảnh sát chưa? Hai chân Lục Thừa Mẫn run cầm cập thoáng lùi lại, tay đang vịn ở lan can cũng vô thức siết chặt lại. Lén lút tìm người hại Lục Cận Phong là một chuyện, người kia lại bình an trở về chất vấn anh ta, có thể là điên cuồng trả đũa, chuyện này Lục Thừa Mẫn thật sự là chịu đựng không nổi. Tiểu Phong à, ông cụ Lục đi ra phía trước, con bình an quay về là tốt rồi, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông, chuyện gì đó cũng mặc đi, có gì sẽ xử lý sau. Trước hết phải đi thay quần áo cái đã. Ở đây còn có nhiều khách khứa đang nhìn, Lục Cận Phong dĩ nhiên cũng sẽ không làm gì Lục Thừa Mẫn. Bởi anh vốn cũng không có để tâm tới Lục Thừa Mẫn. Anh Cận Phong, anh không sao chứ? Tần Nhã Hân đi qua, nỗ lực duỗi tay kéo cánh tay của Lục Cận Phong, dáng vẻ vô cùng thân mật. Lục Cận Phong khéo léo né tránh, sau lại nhìn Tô Yên nói, Yên Yên, ở đây chờ anh đi thay quần áo. Nói xong, Lục Cận Phong cũng ở ngay trước mặt tất cả mọi người mà hôn lên trán của Tô Yên, sau đó mới xoay người đi lên lầu. Lúc đi ngang qua Lục Thừa Mẫn, người bên đây cũng vội vàng nghiêng người qua nhường đường. Lục Gia Hành cũng đứng nép sát vào bên cạnh, nhường chỗ lại cho Lục Cận Phong. Người kia đi qua xong, vầng trán Lục Thừa Mẫn cũng đổ một mảng mồ hôi lạnh, trong lòng cũng không ngừng mắng nhiếc đám vô dụng kia, chỉ có thể khiến anh bị thương ngoài ra một chút mà thôi. Quả thật đúng là phế vật. Tần Nhã Hân bị coi thường cũng tức tối không nhịn được, mặt và hai tai đều đỏ ửng, vô cùng mất mặt. Nhã Hân, tình cảm của đại ca tôi như thế nào thì người bị mù cũng nhìn ra được rồi. Có một số chuyện vẫn phải cần giữ lại chút mặt mũi cho mình, đừng cứ mãi cố chấp níu kéo. Vạn Nhất bày ra một dáng vẻ người đàn ông lịch thiệp mà thuyết giảng. Anh Vạn Nhất, tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Từ sau khi chị tôi qua đời, anh Cận Phong luôn là người chi trả tiền học phí cho tôi hoàn thành chuyện học, tôi vẫn luôn coi anh ấy như anh trai của mình thôi. Nhìn thấy anh ấy vui vẻ, dĩ nhiên trong lòng tôi cũng cảm thấy vui cho anh ấy. Vạn Nhất giơ tay lên chỉ về phía Tần Nhã Hân, em đó nha, cái miệng này cũng thật là lanh lợi. Vạn Nhất đi tới bên cạnh Tần Nhã Hân, vỗ vỗ vai cô ta lại bồi thêm một câu đầy hàm ý, Nhã Hân thực sự là lớn rồi, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói em hẳn là nên hiểu rõ, đừng nhắc tới chị của em ở trước mặt cô Tô. Tần Nhã Hân ngó nhìn Vạn Nhất một cái, xem ra không chỉ có mỗi Lục Minh Khánh, ngay cả Vạn Nhất cũng hoàn toàn đứng về phe của Tô Yên kia rồi. Đúng lúc này, An Hinh dắt theo Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi cùng tới. Tô Yên nhìn thấy ba người quay lại, lập tức đi tới hỏi, sao lại quay về rồi? Hạ Phi nói, con nghe được tin đại ca Lục gặp nạn. Hạ Phi là người của ám dạ, Hạ Huy phát tín hiệu cầu cứu trong hệ thống của ám dạ, Hạ Phi dĩ nhiên là cũng nhận được. Lục Cận Phong không sao cả, bình an quay lại rồi, đang thay quần áo ở trên lầu đó. Hạ Phi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ Mặc nói, em đã nói là chú Lục không có sao đâu, chú ấy lợi hại như vậy, có ai mà đánh thắng được chú ấy chứ? Hạ Phi phỉ nhổ, không biết là ai đã suýt khóc nhè khi nghe tin đại ca Lục gặp chuyện không may vậy nhỉ? Chú Lục đã cứu chúng ta, dĩ nhiên em cũng là lo lắng cho chú ấy chứ bộ. An Hinh nhìn thấy hai anh em gây nhau, đứng bên đây chỉ biết dở khóc dở cười. Tô Yên nghĩ tới Hồ Thanh đã bị mang đi, cũng không gây ra được bất cứ uy hiếp nào nữa. Cho nên cũng không bảo cả hai đứa nhóc đi nữa mà là ở lại buổi tiệc. Ở lầu trên, trong phòng nghỉ, Vạn Nhất đẩy cửa đi vào. Đại ca, ở mỗi một cửa lớn trong buổi tiệc mừng thọ đều có người canh chừng, hai cha con Lục Thừa Mẫn đều sẽ không trốn thoát được đâu, anh cứ yên tâm đi. Lục Cận Phong đang thong thả cài lại cúc áo sơ mi. Món nợ hôm nay, tối nay tôi sẽ thanh toán. Đại ca, mà sao anh lại đi vòng qua đường núi cái đó chi vậy? Vạn Nhất thật sự là rất bất ngờ. Lục Cận Phong thoáng ngừng động tác, nói tôi nhận được tin báo, thi thể của Nhã Nhược ở trên núi Phong. Tới núi Phong, chắc chắn phải đi ngang qua đường núi cái. Tần Nhã Đan trước đó xảy ra chuyện, đến cả thi thể cũng vẫn chưa tìm được, cũng khó trách Lục Cận Phong vừa nghe tin đó đã lập tức chạy tới núi Phong. Tần Nhã Đan là vì anh mới gặp chuyện không may, cũng không thể đến cả xác cũng không tìm về được. Cho dù có là tin giả, Lục Cận Phong cũng muốn đích thân đi một chuyến. Vạn Nhất gật gù ngụ ý hiểu, đại ca,
hôm nay may mà có cô Tô. Chưa kể nha, cô Tô thật sự rất có phong thái quyết đoán của một nữ chủ nhân, lúc anh không có ở đây, cô ấy đều sắp xếp ngay ngắn mọi chuyện đâu ra đấy. Vạn nhất nói đến mức khâm phục, đám chú bác trong dòng họ của nhà họ Lục đều im ri không dám ầm ĩ, ngược lại còn giúp đỡ tiếp đãi khách khứa, trăm người chung một lòng. Mặc dù nhìn có hơi kỳ lạ, nhưng mà nếu so với trước kia, em thật sự là không dám tin sẽ có một ngày mọi người lại sẽ thống nhất như vậy. Tô Yên giống như có một cỗ ma lực thần bí nào đó, có thể khống chế và gom gọn tất cả những ma lực khác vậy. Ngôn Tình tổng tài. Nghe Vạn Nhất không ngớt lời khen ngợi Tô Yên, Lục Cận Phong cũng khẽ cong môi, rất mặt dày mà nói, người phụ nữ mà tôi chọn, có khi nào mà không chuẩn. Giọng nói cũng ngập tràn một nét tự hào. Vạn Nhất nhìn thấy Lục Cận Phong lấy ra một hộp nhẫn, tặc lưỡi nói, đại ca, anh là định cầu hôn rồi à? Lục Cận Phong dúi hộp nhẫn vào trong túi quần tây, nói, xuống lầu. Tiệc mừng thọ bắt đầu rồi. Đầu tiên là tiết mục con cháu trong nhà chúc mừng ông cụ Lục. Tô Yên còn chưa lấy Lục Cận Phong, nhưng cũng bị người kia lôi lên sân khấu, em chính là vợ anh, chính là người nhà họ Lục. Forever. Chất. Câu. Chương 155, điệu nhảy van tình yêu. Ông cụ Lục ngồi ở hội trường lớn nhìn con cháu nhà họ Lục tề tựu đông đủ, khỏi phải nói trong lòng ông ấy vui mừng bao nhiêu. Trần Tố Anh cũng tỉnh táo lại, cùng cả nhà bái lễ chúc thọ. 8 người con trai của ông cụ Lục, người lớn nhất đã qua đời, chỉ còn lại 7 người con trai ông lại sinh ra cháu trai, một nhánh nữa trong dòng họ lại được tăng thêm, họ hàng thân thích xa gần cộng với các thành viên trong nhà họ Lục. Tổng cộng cũng phải hơn 100 người. Quả nhiên là một gia tộc lớn. Ông cụ Lục nhìn đám con cháu nhà họ Lục dưới khán đài, rồi đột nhiên hai mắt ông ươn ướt. Điều đáng tiếc nhất đời này của ông ấy là không có chắt trai. Những tưởng Hồ Thanh thật sự có thai, ai ngờ đâu đó chỉ là một màn kịch lừa đảo. Trong lòng ông cụ Lục cũng có chút gì đó chua xót. Người dẫn chương trình nói lời giới thiệu xong bèn nhường lời lại cho ông cụ Lục. Cầm lấy micro. Ông cụ Lục vừa cười vừa vẫy tay với Tô Yên, Tiểu Yên, tới chỗ ông nội. Tô Yên không biết ông cụ Lục muốn làm gì, những con cháu nhà họ Lục khác vẫn đang quỳ bái lễ mừng thọ. Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong, anh ra hiệu bằng mắt với cô rồi dắt cô tới chỗ ông cụ Lục. Ông cụ Lục rất hài lòng nhìn đôi trai tài gái sắc Tô Yên và Lục Cận Phong đang đứng bên cạnh mình, ông nở một nụ cười mãn nguyện nói với các khách khứa ở bên dưới, đầu tiên, cảm ơn mọi người đã tới chúc thọ lão già tôi. Hôm nay tôi thật sự rất vui, nhà họ Lục có thể tề tựu đông đủ, tôi rất mãn nguyện trong lòng, nhân đây tôi cũng muốn thông báo cho mọi người một tin vui. Cháu trai cả của tôi đã đưa bạn gái của nó về đây, tôi cũng muốn mọi người biết tin tốt này, tôi rất vừa ý với đứa cháu dâu Tiểu Yên này, đám cưới của Tiểu Yên và cháu trai trưởng của tôi sẽ nhanh chóng được công bố. Lời này của ông cụ Lục đàm cả hội trường lập tức sôi sục hẳn lên. Cậu cả Lục thật sự muốn kết hôn sao? Hai người bọn họ yêu nhau chưa được bao lâu mà đã nhận được sự đồng ý của ông cụ Lục, lại còn bắt đầu định ngày cưới rồi. Những cô gái con nhà quyền quý nghe thấy vậy thì vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ. Hồi trước Lục Cận Phong chỉ là một tên chân què, mặt mũi cũng bị hủy hoại trông gớm ghiếc như ma quỷ, chẳng có ai tiếc thương gì anh, ai cũng thả ở vậy còn hơn phải lấy một người như anh. Giờ đây Lục Cận Phong ngon nghẻ trở lại, những cô gái tiểu thư nhà giàu cũng lập tức có ý với anh ngay được. Lục Cận Phong thuộc tầng lớp con nhà danh gia vọng tộc, không cần nói đến gia thế nhà họ Lục khiến người người đều muốn nhắm đến, chỉ cần với gương mặt của Lục Cận Phong, bọn họ cũng đã muốn trở thành bạn gái anh rồi. Tô Yên trở thành trung tâm của những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị tới từ bốn phương tám hướng, cô lén lườm Lục Cận Phong một cái, do anh khơi gió dẫn bướm nên giờ em phải chịu thế này đây. Lục Cận Phong cười đến sáng lạn, anh thấp giọng nói, hay anh lại hủy dung nhé? Để người khác đỡ nhòm ngó. Đừng, Tô Yên ôm lấy mặt anh, cô nhìn trái nhìn phải rồi nói, gương mặt đẹp trai thế này, ngộ nhỡ có lúc nào đó chúng ta cãi nhau, em còn có thể nhìn gương mặt này mà nguôi giận. Vậy cứ mặc kệ bọn họ ngưỡng mộ ghen tị, giọng nói của Lục Cận Phong trở nên trầm ấm, anh là người của em rồi. Đột nhiên ông nội lại công bố tin tức kết hôn, là do anh gợi ý phải không? Lục Cận Phong nói, Yên Yên, em lại nghĩ oan cho anh rồi, trước nay ông nội làm chuyện gì cũng mạnh mẽ quyết liệt. Ngày tốt như vậy, ông ấy muốn xong nghỉ lâm môn cũng là chuyện dễ hiểu mà. Ông nội công bố hôn lễ, giành mất sự chủ động của anh, trong lòng Lục Cận Phong cũng cảm thấy hơi buồn bực. Tô Yên liếc Lục Cận Phong một cái, đừng tưởng công bố hôn lễ là em sẽ gả cho anh,
không cầu hôn chính thức thì em không ngại bỏ chạy lần nữa trong đám cưới đâu. Hồi trước hai lần Lục Cận Phong cầu hôn đều nói trực tiếp với cô, chẳng có một chút lãng mạn nào. Lục Cận Phong bĩu môi, phụ nữ bọn em thật là rắc rối. Tô Yên hừ lạnh một tiếng, chỉ có một lần kết hôn, cũng là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời người con gái, cho nên rắc rối hay kiểu cách cũng là quyền của phụ nữ. Được, sẽ làm cho em, tuyệt đối không thiếu chút nào. Lục Cận Phong hào phóng nói, người phụ nữ của Lục Cận Phong, đương nhiên cách cầu hôn cũng sẽ độc đáo. Hai người nói chuyện với nhau, giống như mọi người xung quanh đều chỉ như không khí, nhìn cả hai còn như đang tán tỉnh nhau. Cảnh tượng này như cái gai đâm vào mắt Tần Nhã Hân, cô ta rút điện thoại ra chụp lại cảnh thân mật giữa hai người Tô Yên và Lục Cận Phong, sau đó gửi ảnh tới cho một người được lưu tên là chị trong danh bạ. Chúc thọ xong, khách khứa đều bắt đầu ăn uống vui vẻ, còn không quên bàn tán gì dầm chuyện của Lục Cận Phong và Tô Yên. Lục Cận Phong kết hôn tới 4 lần rồi, các cô gái đều đủ xếp thành một vòng bát quái. Cậu cả Lục thật sự muốn kết hôn ư, người đàn ông tốt như vậy lại bị Tô Yên nhặt chúng. Đúng vậy, không cam tâm tí nào. Hồi trước lúc Lục Cận Phong què chân hủy dung thì sao các cô không bắt lấy cơ hội, giờ còn trách ai? Đấy là hồi trước mọi người đều nói Lục Cận Phong sắp chết rồi, làm gì có ai muốn trở thành gái quá đâu chứ. Ba người phụ nữ trước kia lấy Lục Cận Phong đều chết, mỗi người không chịu nổi quá 2 tháng, tôi thấy Tô Yên gả cho anh ấy cũng không qua nổi 2 tháng đâu. À, tâm địa cô cũng ác quá rồi, ai lại rủa người ta chết thế? Nói thì nói thế, nói mà khiến người khác chết thì tôi chẳng bao giờ tin. Xã hội bây giờ làm gì còn người đàn ông nào cả đời chỉ yêu mỗi một người phụ nữ chứ, các cô tin không, sớm muộn gì cậu cả Lục cũng có niềm vui mới. Mọi người có muốn cực không, tôi cực không quá 1 năm. 1 năm thì dài quá, nhiều nhất là nửa năm. Tôi nghĩ 3 tháng là quá quát lắm rồi, cái cảm giác mới mẻ của bọn đàn ông đối với phụ nữ thì tôi đây quá rõ, nhiều nhất là 3 tháng. Nào nào nào, đặt tiền cược, mọi người định cược bao nhiêu? Cả hội trường buổi tiệc đều bàn tán sôi nổi về chuyện của Lục Cận Phong và Tô Yên. Cho dù Tô Yên có muốn không nghe thấy cũng khó, cô hỏi, Lục Cận Phong, anh có muốn đặt cược không? Còn chưa kết hôn đã nguyền rủa bọn họ chia tay rồi. Sắc mặt Lục Cận Phong xanh mét, anh lập tức đi tới chỗ mấy cô gái tiểu thư kia, bất thình lình nói ra một câu, các người đẹp, đang cá cược sao? Mọi người cứ khăng khăng hai người bọn tôi sẽ ly dị, vậy tôi sẽ dùng cả đời này của mình để cược rằng chúng tôi tuyệt đối sẽ không chia tay, nếu tôi thua thì tương lai bất kể hãng túi sách nào các người đẹp cần mua, Lục Cận Phong tôi sẽ bao hết. Những cô gái đẹp ngồi đó đều mắt chữ O mồm chữ A. Còn Tô Yên thì nổi giận, Lục Cận Phong, này cũng quá phá của rồi đó. Túi sách mà mấy cô này tùy ý đeo lên cũng có giá trị thấp nhất là 6 chữ số rồi. Ngược lại thấy Lục Cận Phong cưng chiều Tô Yên như vậy, mọi người ai nấy lại càng ghen tị. Lục Cận Phong thê nô đã lên sàn. Trong buổi tiệc cũng có không ít vị khách chúc mừng Tô Yên, chỉ là không biết trong số đó có bao nhiêu lời là thật lòng. Tô Yên, chúc mừng cậu nha, cuối cùng cũng được uống rượu cưới của cậu rồi. An Hinh hết sức phấn khởi ngỏ lời chúc mừng tới Tô Yên. Lời của An Hinh chắc chắn là thật lòng. Vạn Dương cũng nói, cô Tô, tôi kính cô 1 ly. Tô Yên nâng ly rượu lên, hôm nay cảm ơn nhiều nhé. Qua hôm nay, địa vị của Tô Yên sẽ càng trở nên khác biệt. Thế nhưng nỗi lo trong lòng cô lại chỉ có mình cô hiểu rõ. Đúng lúc này, đột nhiên đèn trong hội trường đều tắt, đồng thời ánh đèn trên sân khấu sáng lên. Tô Yên hỏi, Lục Cận Phong đi đâu rồi? Cô vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng nói của Hạ Vũ Mặc, chú Lục ở trên sân khấu kìa. Tô Yên lập tức hướng ánh mắt lên sân khấu. Cô kinh ngạc hít sâu một hơi. Lục Cận Phong đứng với một tư thế vừa cợt nhả vừa hấp dẫn, anh ngậm một bông hoa hồng ở miệng, áo khoác ngoài đã được cởi ra, chiếc áo sơ mi đang mặc cũng bị tháo vài nút áo, để lộ ra bờ ngực vừa rắn chắc vừa tinh xảo. Chiếc áo sơ mi đen bó sát lấy người, thỉnh thoảng lại lộ ra bắp thịt trắng bạc, nhìn vào có cảm giác rất có lực. Lục Cận Phong định làm trò quỷ gì vậy? Tô Yên tự lẩm bẩm. Lục Cận Phong quét một ánh mắt sáng ngời về phía Tô Yên. Khóe môi anh cong lên, nụ cười vô cùng gây sát thương cho người khác, mê hoặc chết người, anh đúng là cái đồ yêu nghiệt mà. Gò má Tô Yên ửng đỏ, Lục Cận Phong vỗ tay một cái, nhạc trong hội trường lập tức vang lên. Là một điệu nhạc van. Lục Cận Phong muốn nhảy điệu van này ư. Vạn Nhất Huyết Sáo, đại ca, bọn em quá bái phục anh luôn, bao nhiêu năm không thấy anh khiêu vũ,
giờ muốn nắm được tay vợ, không dở chút bản lĩnh thì đâu có được. Lục Cận Phong chỉ nhìn chân chối vào Tô Yên, bước chân anh hòa cùng bản nhạc, lãng mạn và vô cùng duy mỹ, trong khi mọi người đang thi nhau rung động bởi tiếng nhạc thì anh lại chỉ nhảy duy nhất cho mình Tô Yên. Điệu văn này, phong thái lẫn vũ điệu đều ung dung khoan thai, được mệnh danh là vua của các điệu nhạc. Theo nhịp điệu của bản nhạc, Lục Cận Phong lần lượt hoàn thành những động tác lên xuống, đung đưa, nghiêng người, xoay người, dường như anh đang hòa làm một thể với điệu nhạc, cùng với tiếng nhạc vang lên không ngừng nhảy múa. Tô Yên thấy thế thì mặt đỏ tim đập, đột nhiên Lục Cận Phong chìa tay ra trước mặt cô, rồi kéo cô vào sàn nhảy cùng. Hai con người dựa theo tiếng nhạc đệm không ngừng áp sát rồi lại chia tách nhau ra nhảy vô cùng hòa hợp, vừa lãng mạn vừa ấm áp. Trong bước nhảy van của Lục Cận Phong còn pha chút điệu tango. Vừa phóng khoáng vừa hoang dã. Tô Yên mặc một chiếc váy dài màu xanh lam đẹp đến mức khiến người khác nín thở. Vạn Nhất chậc lưỡi nói, đây là kiểu người đẹp và quái vật mà. Hạ Vũ Mặc cảm thán, gớm thật, sau này cháu không bao giờ nhảy kiểu là lướt xến xúa như này. Hạ Phi tay nắm thành quyền, xem ra sau khi về trên đảo phải học thuộc điệu nhảy này mới được. Cậu bé này thật sự quyết tâm sóng sau đè sóng trước, đập tan cơn sóng trước trên bờ cát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.